Các bạn đang nghe truyện toàn ta chỉ muốn về hưu lại bị ép trở thành đại tướng trên kênh TV Audio CV. Chương 108, Thiên Chi Bảo Khố Các ngươi là lệ thuộc trực tiếp trung tướng gáp đi, tiểu tử tóc hồng này trước kia thế mà cũng từng làm hải tặc sao? Thật là hiếm lạ. Sento Ma nói Không phải, ta chỉ là bị bức ép mà thôi, lúc trước ta muốn gia nhập hải quân, nhưng bị hải tặc bắt được, chỉ có thể trước tiên đợi ở thuyền hải tặc. Cô Bi đỡ mắt kính đặt ở trên trán, có chút xấu hổ, bởi vì ta biết thông thạo đường biển, cho nên mới không chết về sau. Bởi vì một ân nhân, ta mới gia nhập hải quân, ta sẽ vĩnh viễn cảm tạ hắn. Ta tin tưởng hắn nhất định có thể lên làm vua hải tặc. Này, Kobi. Hempeppo gấp. A à, cái gì cũng không có, cô Bi phát hiện hình như chính mình đã nói sai, vội vàng dùng tay che miệng của mình. Những người đang ngồi ở đây đều là hải quân có chức vị cao hơn hắn. Có liên quan tới hải tặc, nói đến vậy coi như chuyện lớn rồi. Quả nhiên, theo lời hắn, bầu không khí cũng rơi vào yên tĩnh. Vua hải tặc sao? Kuro đẩy mắt kính, nghĩ đến tên khốn nạn mang mũ rơm kia, tiểu tử mũ rơm. Tiểu tử mũ rơm. gô cũng nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù đây đều là chuyện quá khứ, nhưng khi đó chính là tiểu tử mũ rơm phá hư chuyện của hắn. Rida cùng ăn ngẩn đầu. Tên đội nón cỏ kia hả? Ta có ấn tượng. Ở quảng trường Loger tao từng lớn tiếng hô hào muốn trở thành vua hải tặc. Hình như ở Enix Lobby cũng đụng phải. Tiểu tử mũ rơm. Mô cờ hút xì gà. Sương mù tràn ngập trên mặt. Không thấy rõ biểu lộ. Lúc này Hina cũng mở miệng. Ô. Là tiểu tử mũ rơm. Hina từng nghe nói hắn đại náo Enix Lobby. Tiền truy nã đã vượt qua ba ức là hải tặc có tội ác cực kỳ lớn. Hina tự nhiên cũng biết Luffy, lúc nói lời này, cô còn liếc nhìn Smoker. Nói ra thì khi ở Alabasta, ta chưa bắt được tiểu tử mũ rơm, ngươi có vẻ thật cao hứng nha, Smoker, Hina thật bất ngờ. Có sao? Không nhớ rõ. Smoker dơ ly rượu lên, đụng một cá cùng Hina, nói, chuyện gì cũng nhớ rõ ràng như vậy thì sẽ già đi đấy, Hina. Tên Moker. Ngươi là tên khốn nạn hina đụng hắn một cái ngửa đầu uống hết ầm um, phun bô đi uống một hớp rượu rồi đạo xuống cái bàn tiểu tử mũ rơm đúng tiểu tử mũ rơm ta nhất định phải bắt hắn lại mặc dù đi theo hina thượng tá phi thường tốt nhưng tiểu tử mũ rơm kia ta nhất định sẽ không tha thứ hắn về điểm này ta phi thường hiểu chấp ngươi lao dơ li lên về phía phung bô đi cuộc sống tốt đẹp bị người phá đi cảm giác như vậy đặc biệt không dễ chịu ngươi đụng phải vẫn là hải tặc có thể danh chính ngôn thuận đi mài chết hắn, nếu là đồng lưu thì không tiện hạ thủ. Nói xong lời này, Cloud còn trừng mắt liếc Smoker. Người sau chỉ có thể xấu hổ cười. Cloud ở trạng thái buông lỏng, uống rượu vào, trên mặt cũng rõ ràng có thêm vẻ say. Sentoma hiếu kỳ nói, nhiều người biết tiểu tử mũ rơm kia sao, Sentoma chỉ nhìn qua lệnh treo giải thưởng, còn chưa gặp chân thân Luffy. Cloud cười cười nói, một người thần kỳ, dù sao cũng là tôn tử của lão đầu gáp, làm ra chuyện gì cũng chẳng cần suy nghĩ gì nữa. Hở? Tiểu tử mũ rơm là tôn tử của trung tướng gáp sao? Ta si giật mình nói. Mô cờ không nói với ngươi sao, Lao cười nói, đều họ măng ki đều là nhất tộc dê, tự nhiên là cháu trai ruột. Loại chuyện này đương nhiên là ít nói thì hơn. Mô cờ biểu môi, anh hùng hải quân làm sao có thể có tôn tử làm hải tặc chứ? Ha ha ha, các lão đầu sẽ không để ý loại chuyện này thế giới này cứ thuận theo quỷ tích của nó nên trượt như thế nào thì trượt như thế đi làm tốt chuyện của hải quân chúng ta là tốt rồi lao cười ha ha lấy đúng rồi hina nghe nói thủ đoạn nổi danh của ngươi là hắc thương chi trận ngươi có thể sáng tạo ra hắc thương à hina không hiểu rõ lắm những vẫn gật đầu làm năng lực giả điểm xuất chúng nhất của cô không phải năng lực chiến đấu mà là chỉ huy cùng hải chiến thông qua sáng tạo ra thiết thương màu đen cô có thể tùy tiện đục chìm bất luận một chiếc thuyền nào. Ngươi nhìn này, ta cũng trở thành thiếu tá, lập tức cũng có thể dẫn hạm đội một chút, nhưng bản thân ta yếu kém, trừ thể thuật cùng một chút xíu kiếm thuật không đặt lên mặt bàn thì cũng không có gì có thể ca ngợi. Có thêm thủ đoạn ngoài định mức là thêm một tầng bảo hộ nha, những hát thương kia của ngươi có thể làm cho ta một chút hay không? Có thể, ngươi muốn bao nhiêu? Hina nói. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Lao cười nghe răng, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, dù sao khoảng thời gian này ta đều ở bản bộ, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì thì chế tạo cho ta là được." Rida giật nhẹ khóe miệng, nhỏ giọng nói, "Lại muốn mở rộng Thiên Chi Bảo Khố của ngươi sao?" "Cái gì?" Hina nhìn sang. Lao gõ đầu Rida một cái, cười nói, "Ta có đam mê sưu tập, ngày bình thường thích một chút linh kiện nhỏ, nhìn trúng rồi thì sẽ đặt vào phòng kho để cất trữ, không có gì ghê gớm." Hina hiểu rồi. Ngày mai sẽ làm cho ngươi một chút hắc thương. Hina gật đầu nói. Ha ha ha, vậy ta nhận tình của ngươi, tới nào, uống một chén. Lao bưng chén rượu lên. Bữa cơm này ăn tới tận đêm khuya. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua năm lần, người thanh toán sẽ rơi lệ. Mô cờ đã chuẩn bị kỹ càng, còn Sentoma thì mặt mũi tràn đầy vẻ nghi ngờ cuộc đời. Nà ní, ba mươi triệu beri, mô cờ chuẩn bị trả tiền khi nghe được mức này cũng ngẩn ngơ. Nơi này bản giá đúng là không rẻ, nhưng có thể ăn vào 30 triệu, còn là một bữa thì đúng là lần đầu thấy. Nhưng mấy người kia, dù là trừ đi Rida, cũng coi là dạ dày vương hàng đầu. Hina cùng Tashi ăn ít nhất, nói cho đúng, Tashi ăn ít nhất uống cũng ít nhất, mặc dù Hina không ăn cái gì, nhưng rượu cũng uống không có ít. Lại thêm Rida buông thả để ăn, cái giá này tự nhiên rất bình thường. Vâng, đây đã là trừ đi số lẻ. Người phục vụ nụ cười đến mức sắp nở rộ thành hoa cúc. Khách sộp, khách sộp. Quả nhiên mấy người mặc áo choàng đến ăn, giá ăn chính là khác biệt. Mô cờ vô thức nhìn về phía Cloud, Cloud không thèm để ý chút nào liếc lại, nhíu mày. Để ngươi hố ta, ta cũng hố ngươi một lần, Cloud, ngươi là đồ khốn nạn. Mô cờ cắn răng, dù có thể gánh một nửa, nhưng đó cũng là 15 triệu, tiền thưởng hắn bắt hải tặc trong khoảng thời gian này cơ bản đều hết. lúc này sentoma lại đi tới nói 30 triệu trở về tới bộ đội của ta cầm đi. ừm, lời này khiến clau ngỡ người kinh ngạc nhìn về phía sentoma. lời này vô cùng bình thường, giống như chỉ có ba vạn beri vậy. clau đại ca, bữa này ta uống rất vui vẻ, lần sau có thể lại đến. sentoma tỏ vẻ không sao cả ăn một bữa cơm nha, có thể xài bao nhiêu tiền. Sen Toma thật sự có tiền. Đúng vậy, đội trưởng bộ đội khoa học, có thể không có tiền sao? Giờ khắc này Cloud cảm giác chính mình có cảm giác thất bại. Ta đường đường là lãng lý bạch điều, thế mà lại bị tiểu đệ chính mình mới vừa biết đánh mặt. Rida, năng lực của em là vô dụng nhất. Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn Rida lúc này Rida đã biến thành dáng vẻ lô dễ dàng bảo tồn thể lực nhất, nghe vậy ngửa đầu nhìn xem Cloud, không hiểu rõ cho lắm. Hina đã không chịu được. Lại kiên trì thêm một lát đi. Thế nhưng Hina mệt mỏi quá, muốn nghỉ ngơi. Nhưng ta còn muốn nhiều nữa, lại kiên trì một lát đi. Được rồi. Trong một nhà kho nào đó ở bến cảng Marinfo, giọng nói một người phụ nữ vang lên. Trong kho hàng nào đó, cả người Hina đầy mồ hôi, ở chung quanh cô đã để đầy hắc thương. Mà bên cạnh cô, ba người Claudia Kuro đứng ở một bên nhìn xem. Đủ rồi chứ, ta quá mệt mỏi rồi, muốn trở về nghỉ ngơi. Hina chất đầy một nhà kho này rồi vút mồ hôi trên đầu, móc ra điếu thuốc thơm châm lửa rồi nói. Được rồi, vất vả ngươi, Hina. Clau vội vàng gật đầu. Số lượng sản xuất trong hai ngày này xác thực cũng đủ mà Hina rõ ràng đã dần mất kiên nhẫn, Cloud cũng không muốn cắt đứt mối với nhà giàu sinh lương này, hắn còn muốn tìm thời gian tiếp tục để Hina chế tạo nữa. Sau khi tiễn Hina đi, đôi mắt Cloud sáng lên nhìn những hắc thương này, đưa tay nhặt lên từng cái, mê say nói, tiểu bảo bối của ta. Từ ngày uống rượu trở về, đến sáng sớm ngày thứ hai Cloud đã hiện Hina, để cô tới nơi này chế tạo ra hắc thương, nhìn hắc thương gần như chất đầy cả một nhà kho, Cloud không thể che giấu được ý cười loại phương pháp chế tạo này đã duy trì hai ngày. Thời gian hai ngày tự nhiên không có khả năng chỉ tạo ra một nhà kho này, các nhà kho chung quanh đã chất đầy loại hắc thương này, mà tất cả đều bị lao chạm đến, đây đã là vật trong túi của hắn. Không có thứ gì có cảm giác an toàn hơn so với những hắc thương này, duy trì năng lực cần thể lực đi, thể lực của lao tiên sinh còn đủ sao? Trước đó hình như hắn đã đưa không ít thứ lên rồi. Kuro có chút hiếu kỳ, dù sao hắn biết rõ, chính là có mấy hòn đảo lớn còn có nước biển, lại thêm đống hắc thương cơ bản chiếm hết hơn phân nửa khu nhà kho, thể lực của hắn còn có thể có bao nhiêu, Rida nhếch miệng, không cần dùng tiêu chuẩn người bình thường để so sánh cùng tên biến thái này, ngươi quên hắn là dựa vào cái gì để đánh bại Golden Lion sao, Kuro đẩy mắt kính, coi như ta không nói gì hết. Đánh bại Golden Lion, hình như chính là dựa vào thể lực để mài chết đối phương. Người có thể duy trì bu sô súc toàn thân liên tục 5 ngày, muốn nói thể lực không đủ thì đây là chuyện không tồn tại loại năng lực từ trái ác quỷ bồng bềnh này, phối hợp với Cloud có thể bảo trì trong mọi thời tiết, còn rõ ràng không có bất kỳ cảm giác mệt mỏi gì, đó thật sự chính là tuyệt phối. Có thời gian ở đây suy tính về ta, không bằng nghĩ cách xem phải làm thế nào mới có thể rời khỏi bản bộ, để ta nghĩ lý do ra ngoài. Cloud kiểm kê xong hắc thương, quay người nói với Kuro. Gần đây số lượng hải quân ở Marinfo rõ ràng đã tăng lên nhiều, rất nhiều hải quân ra ngoài tuần hành, bởi vậy có thể thấy được, Binh lực ở Grand Liner đã bắt đầu co lại, thậm chí Cloud nhìn thấy một chút hải quân tinh anh đến từ Tứ Hải, cơ bản đều là thiếu tá chi bộ trở lên. Thượng tá bản bộ giống Hina, kỳ thật rất ít khi về bản bộ, nhưng lần này, thời gian cô ấy đợi ở đây sẽ rất lâu. Mặc dù báo chí còn chưa công bố, nhưng trận chiến tranh kia đã có dấu hiệu mưa gió nổi lên. Cloud rất gấp rồi, hắn vừa chuẩn bị, nhưng cũng chưa từ bỏ ý định, tích cực tìm kiếm cơ hội đi ra bên ngoài nhưng trước mắt thì không có. Con đường Kiraru này là chết. Lão gia tử không có khả năng thả hắn ra ngoài, cũng không phải chiến tranh trên đỉnh, mà là hai ngày này hắn cũng đi tìm Kiraru, đối phương hoàn toàn là vì không để hắn gây tai họa. Chuyện ở Mokkati đã bị ép xuống, Kiraru xuất lực rất lớn, vương tử Mokkati chết đi, chỉ bị xem như chuyện ngoài ý muốn. Chỉ là tình huống của những người dân trong nước kia, cũng bị chính phủ thế giới che giấu đi mokgati không lộ ra phương diện xấu ở trong mắt người thế giới chỉ là một vương tử ngoài ý muốn chết đi mà thôi hai tướng triệt tiêu lao không có việc gì để làm cả nhưng ứng với tình hình này hắn tạm thời không có cách nào xúc động hiện tại cloud đang suy nghĩ nên tìm cơ hội đột phá từ người nào mô cờ bây giờ cloud cứ thấy hắn là muốn đánh tên kia từ đây mất đi tín nhiệm của hắn hina hiện tại cô ấy cũng không có thể tùy ý hoạt động Cô Bi, vị trí quá thấp, không có tác dụng gì. Sentoma, giống như hữu dụng. Nhưng mục đích hắn tới nơi này là vì khảo sát, Pacifita, khoảng thời gian này chắc không thể phiền đến hắn. Càng nghĩ, Lao lại càng thở dài, phất phất tay, đi ra ngoài. Ta về nhà nằm trước, các ngươi nên làm gì thì làm cái đó đi. Thăng cấp làm thiếu tá, Cloud tự nhiên có phòng ốc của mình Marinfo, mà lại trải qua chỗ Kiraru dặn dò nhà hiện tại của hắn rất lớn, là một tòa lầu nhỏ. Nhưng thế giới hiện nay muốn phòng ở kiểu gì, muốn ở đâu đều có thể xây, tùy tiện tìm một hòn đảo hoang vô chủ xây một căn phòng ở, muốn lớn bao nhiêu thì lớn bấy nhiêu, sẽ không có người nào tìm ngươi gây sự cả. Dù là quốc gia có chủ, ngươi chiếm một khối đất hoang làm phòng cũng có thể. Lao không lo ở, mấy ngày nay hắn chuẩn bị ngoan ngoãn ở nhà đợi, không đi đâu cả, thuận đường tìm cơ hội nhìn xem có thể đi ra ngoài đóng quân gì đó không lại qua hai ngày. Lao ngồi xếp bằng trên tấm tatami, trên bàn trước mặt hắn có một chén trà bốc hơi nóng, hắn cầm chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, nhìn mây cuốn mây bay ngoài cửa sổ, rất là thư thái. Nếu không có chiến tranh trên đỉnh, cứ như vậy ở lại bản bộ cũng rất tốt. Ừm. Sau khi chiến tranh kết thúc, Marinfo cũng không phải bản bộ, đến lúc đó ta nghĩ biện pháp lưu lại thủ nơi này, dứt khoát ở lại Marinfo dưỡng lão là tốt rồi. Lao vừa uống trà, Vừa nghĩ, có nên thuê một hầu gái không nhỉ, trong nhà một người cũng quá vắng vẻ. rida cùng Kuro cũng mua phòng ở gần đây, bọn họ chỉ là cấp úy, mặc dù có thể được phân phối chỗ ở, nhưng cũng không khá lắm, cho nên hai ngày này, bọn họ lại mua hai căn ở gần nhà của Cloud. Tiền là hố được từ chỗ Sentoma. Dù sao con hàng này có tiền, mà lại có rất ít việc phải tiêu. Ba lãi nhảy ba lãi nhảy ba nha máy truyền tin trên cổ tay vang lên lao nhìn lướt qua mở ra cái nắp trong suốt phía trên máy truyền tin nhất thời chiếu ra một người có dáng vẻ hèn mọn cạo nha tìm ta làm gì lão gia tử mấy ngày nay ngươi tu dưỡng đủ rồi chứ cũng nên động một chút đi cùng lão phu đi mary goyce một chuyến đi đúng rồi hiện tại ngươi là thiếu tá cũng nên có một bộ trang phục chính thức đi lấy một bộ đi lão phu ở văn phòng chờ ngươi Nói xong, máy truyền tin lập tức tắt ngúm. Chờ một chút, ta còn chưa nói sẽ đi đâu. Lao kêu lên với máy truyền tin, nhưng đã quá muộn. Cái quái gì? Lao giật giật khóe miệng, đóng lại máy truyền tin, nhướng mày. Mary Goss. Đi tới chỗ Thiên Long Nhân làm cái gì? Hắn nghĩ một chút, bỗng nhiên nheo mắt lại. Nói ra thì hẳn là sắp rồi, thời gian tử hình. Hiện nay trên báo chí còn chưa công bố bất kỳ tin tức gì nhưng nhìn tình hình gần đây hải quân tụ tập thường xuyên thì hẳn là nhanh. Lần này đi Mary Goyce, có lẽ chính là vì chuyện này. Nơi đại lão tụ tập, mang ta đi làm gì, làm nhân viên tiếp đãi sao, Cloud không vui ói một câu, đứng lên cầm lấy áo khoác hải quân, đi ra ngoài. Chỉ một lát sau, Cloud đã xuất hiện tại trong văn phòng Kiraru. Hắn đã thay đổi áo khoác kia, mặc vào trang phục chính thức màu vàng, không đeo cà vạt, cổ áo mở rộng, kẹp xì gà, khoác áo choàng, ngang ngang xuất hiện trong văn phòng Kiraru. A, à, đúng là rất nhanh, quần áo lựa chọn không tệ, màu sắc cũng rất hợp với ngươi. Kiraru quan sát lao một chút, ánh mắt hiếp lại, lộ ra nụ cười hiền lành. Đến rồi thì chúng ta đi thôi, hội nghị ở Mary Goyce, ngươi cũng nghe một chút, sẽ có chỗ tốt đối với tương lai của ngươi. Kiraru đứng lên, nói. Kiraru mang theo Cloud đi tới bến cảng, lên trên một chiếc quân hạm. Kiraru, Ngươi đến rồi hả? Ha 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 ha. Vừa lên trên bông tàu, đối diện lập tức truyền đến một tiếng cười to. Gáp cầm sen bi trong tay, vừa ăn vừa chào hỏi Kiraru, sau đó nhìn thấy Claw đứng sau lưng Kiraru. Nha. Vị tiểu ca này nhìn rất quen mắt đấy. Nhìn vẻ mặt Gáp như mới quen kia, Claw giật giật khóe miệng. Lão tử tin ngươi, lão già ngớ ngẩn ngươi không phải đã sớm biết ta sao? Claw nhếch miệng xông tới lên tiếng chào gáp, gáp trung tướng, lần thứ nhất gặp mặt, mong chỉ giáo nhiều hơn. Ha ha ha, là hậu bối có lễ phép đấy. Gáp ngửa đầu cười lớn. Ồ, đã lâu không gặp. Lúc này, phía sau hắn có một bóng người cao gầy đi tới, giơ tay về phía bên này. Akiri, Rang. Nói lại, Kiraru ngươi mà cũng sẽ mang phó quan tới tham gia hội nghị sau, một bà lão đi tới, chậm rãi nói với Kiraru, sau đó nhìn sang Cloud, Lucifer Cloud, đã sớm nghe nói tên của ngươi, lần thứ nhất gặp mặt, hoặc nhìn là một người trẻ tuổi không tệ. Tơ su. Cùng. Cloud ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên tầng hai bông tàu, một người khoanh tay, mặc cho gió thổi tung áo choàng, người kia đội mũ hải quân, đang nhìn xem hắn. Akianu, Sakariki. Khi Cloud nhìn về phía ông, ánh mắt hai người liếc nhau một cái, Akianu khẽ cười với hắn, lộ ra một tia khen ngợi. Akian cười với ta, ảo giác đi, chính mình giống như chưa từng gặp người này mà. Mà chính mình với người này lại không có liên quan gì, cũng không phải cùng một loại người. Lao lễ phép cười cười với đám người, sau đó ngoan ngoãn đứng sau lưng Kiraru, tình cảnh đại lão tụ tập này, vẫn nên ít nói chuyện thì tốt hơn. Quân hạm lái khỏi bến cảng, chạy tới mục đích. Từ bản bộ đến xa bao vô cùng gần, quân hạm đi không cần mấy giờ. Chiếc quân hạm này là quân hạm cao cấp nhất ở bản bộ, là loại một ngàn người đứng cũng không lấp đầy bong tàu, công trình bên trong cũng có rất nhiều. Lúc này Cloud đi theo những đại lão này, ngồi trong một gian phòng lớn ăn vặt. Trừ tam đại tướng cùng gáp, tơ su ra, còn có mấy thiếu tướng trung tướng cũng ở đây. Sengúc đã tới Mary đi, thật là, mỗi lần đều phải đi tìm ông ta, ông ta không thể tự đến bản bộ sao? Nói ra thì hắn từ bản bộ đến Mary lại từ Mary Goyce về bản bộ, Hải Âu đưa báo nha, ha 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 ha, cắp cắn hai ba miếng đã tiêu diệt xong một miếng thịt lớn cỡ hai cái đầu của ông ta rồi đập bàn cười như điên. Tơ su dùng hai tay chống trên mặt bàn, ngón tay giao nhau, lạnh nhạt nhìn gáp, không nói một lời. Akiri dùng cái nĩa xiên một miếng thịt nhai xong nuốt vào, nói, A à, lạp lạp, thật phiền phức, ta muốn để smoker đến, nhưng hắn chán ghét Mary Goyce nên không đến. Ha 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 ha, chán ghét Mary Goes hắn đúng là dám nói. Gáp tiếp tục cười. Kiraru kinh ngạc mân mê miệng, người tuổi trẻ bây giờ đúng là ngay thẳng, thật đáng sợ. Akianu khoanh tay ngồi ở kia, vành mũ hơi che khuất ánh mắt của ông ta, không thấy rõ vẻ mặt. Một vị trung tướng thận trọng nói, chuyện là, thảo luận Mary Goss như thế thật sự được chứ, a à. Không thể đàm luận về Mary Goss sao? Gáp nghi ngờ nói nhưng đó dù sao cũng là chỗ ở của thiên long nhân. Loại rác rưởi kia. a à, không phải, ha 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 ha, xem như không nghe thấy là tốt rồi. Cáp cười ha ha, lướt qua đề tài này. Lời này khiến mấy thiếu tướng trung tướng ngồi bên toát mồ hôi lạnh, nhưng những đại lão này lại không có phản ứng gì. Lao nhìn lướt qua xung quanh, sau đó lại vùi đầu ăn cơm. Loại chủ đề này, hắn cũng không nên dính vào. Lúc này, Tơ Su mới chậm rãi lên tiếng. Lần này đi Mary Goyce là quyết định hướng đi cùng kế hoạch trận chiến tranh này, đừng tùy tiện lười biến, dù sao đối phương cũng là râu trắng. Chỉ cần là hải tặc, đều đáng chết, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Ngươi nói đúng không, Lucifer Cloud? Akianu nhìn chầm chầm vào Cloud, nói ra câu này. Ngươi nhìn ta làm gì, ta chính là người chỉ tới dùng cơm. Cloud dừng động tác ăn, ăn cũng không được, không ăn cũng không được. Tơ Su cũng nhìn về phía hắn, cười nói, lúc đầu cho là ngươi sẽ ẩn nút tiếp một đoạn thời gian, xem ra ngươi cũng không nhịn được muốn leo lên sân khấu này sao, nhìn thấy người ta lại cảm thấy mình già, người trẻ tuổi cũng nên lên sàn. Ý gì? Lao rốt cuộc không nhịn được lên tiếng, bà Tơ Su, ta chính là bị kéo tới triển khai cuộc họp, không có ý gì khác. Hoàn toàn chính xác rất giống ngươi, Kira Ru. Tơ Su nói, dù sao cũng là thủ hạ đắc ý của lão phu. Kiraru lộ ra nụ cười hiền hòa. Akianu lúc này nói, "Lão phu nghe nói, đối với tà ác, từ trước đến nay ngươi đều không lưu tình, điểm ấy phi thường tốt, hy vọng ngươi tiếp tục giữ vững. Chuyện ở Mokati, ngươi làm rất tốt." Mokati. Lao vô thức nhìn về phía Kiraru. Kiraru nhún vai, "Không phải lão phu nói nha." Những người ngồi ở đây đều là cao tầng, chính phủ thế giới xảy ra chuyện gì? Bọn họ đương nhiên sẽ biết. Cloud gây chuyện ở Mokati đương nhiên là được công bố, trừ chi tiết không có bại lộ ra thì đại khái bọn họ đều biết. Akianu dùng ánh mắt tán thưởng để nhìn Cloud, xử lý tư tưởng của người dân trong nước, đồng thời vương tử chơi trò chơi có giao dịch cùng thế giới ngầm, còn phá âm mưu của một hải tặc ẩn nút ở Đông Hải, vốn xuất thân từ New World, ngươi làm rất tốt. Vương tử một nước dù sao cũng là vương tử một nước, xử lý không tốt thì ngươi sẽ rất phiền phức nhưng ngươi có can đảm vì chống lại tà ác mà liều lĩnh, lão phu rất thưởng thức, ngươi là một hải quân rất ưu tú. Mà nghe nói ngươi ở lo gơ tao cũng giết chết rất nhiều hải tặc, điểm mấy lão phu rất đồng ý, hải tặc nên giết sạch, loại tội ác này không nên lưu tại trên đời. Nói rồi ông ta lại nhìn lao với vẻ tiếc nuối, lại nói với Kiraru, đáng tiếc, Bosalino, đây là bộ hạ của ngươi, nếu như chuyển đến chỗ lão phu thì hiện tại hắn không chỉ là một thiếu tá. Ta cũng chen một câu vậy. Akiri đột nhiên nói, nếu chán ở chỗ Kiraru thì có thể tới chỗ ta, chúng ta hẳn là có rất nhiều chủ đề chung để nói. Có cái nhìn khác biệt với Akianu, ở trong mắt Kurang, Claw là người ôm nhân nghĩa trong ngực. Nên bắt thì bắt, không nên bắt sẽ không bắt. Không có loại thủ đoạn đặc biệt cấp tiến kia, làm việc cũng sẽ suy xét đến bình dân. Từ chuyện ở Mokkati, Akianu nhìn thấy Claw vì diệt trừ tà ác mà liều mình chịu nguy hiểm bị xử lý vẫn ra tay xử lý vương tử một nước, mà Ku Giang lại nhìn thấy Ca Ti không có bình dân nào thương vong. trái lại những người bị thuốc khống chế kia đều tỉnh táo lại. cách làm việc này ông ta cũng rất thưởng thức. nhưng chính Ku Giang quá lười, nếu không phải vậy thì lúc trước lao có xác suất lớn sẽ thuộc dưới trướng hắn. Kiraru ru gãi gãi đầu kinh ngạc nói, thuộc hạ của ta bị hai đại tướng còn lại tranh đoạt, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là đáng sợ. Nhưng không phải lão phu không muốn cho hắn thăng chức, mà là chính hắn không muốn thăng chức nha. A. À, không thăng chức, cáp nhìn về phía Lao, ha 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 ha, không thăng chức rất tốt, làm đại tướng quá mệt mỏi, tiểu tử ngươi rất thú vị nha. Chính nghĩa an toàn nha. Tơ Su gật gật đầu, nói, nhưng có đôi khi nên có lòng tin với chính mình, không cần nghĩ quá nhiều, ngươi là hải quân, không phải một mình chiến đấu. Còn chưa đến lúc, còn chưa đến lúc. Lao ha ha hai câu, sau đó móc ra điếu xi si gà châm lên, mượn sương mù che biểu lộ lúng túng của mình. Nếu hắn có thể một quyền đánh nổ tứ hoàng, một cước đạp phế ba đại tướng các ngươi, vậy thì ta sẽ vô cùng tin tưởng, đám người các ngươi ai cũng mạnh như vậy, đương nhiên có thể nói chuyện cứng như vậy. Còn ta đây, ta chỉ là một tiểu hải quân nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, thỉnh thoảng còn bị người khác hố một trận, mỗi ngày đều nghĩ làm ra tin lớn mới được, một đám người đều quá trẻ, quá đơn giản biển cả nguy hiểm như vậy, cần gì có lòng tin đối với mình như vậy? Sờ! Không phải, ổn thỏa, thận trọng, an toàn mới có thể sống được lâu. Ngươi nhìn vua hải tặc xem, tạo ra tên tuổi lớn thế nào, cuối cùng không phải cũng chết sao? Ngươi lại nhìn tên rút kia, không phải vẫn như thường bị đánh nổ sao? Quanh, đột nhiên, một tiếng nổ vang truyền ra, khiến gian phòng cũng chấn động. Pháo kích. Ta đi ra xem một chút. Lao đang lo không thể thoát thân lập tức đứng lên, đi ra ngoài. Rất nhanh hắn đã đi đến bong tàu, dùng tay kẹp xì gà, vì muộn phun ra một hơi khói thuốc. Nhà mình có cu rô thông minh có thể so với Hươu gia km an, không phải, có thể so với trí thông minh của Ben bé km an cũng không nhìn ra. Ngược lại là trí thông minh dở tệ của mấy lão cẩu kia, thật sự khiến người ta thấy áp lực. Tơ su không cần nói, đại tham mưu hải quân, trên cơ bản tất cả kế hoạch lớn của hải quân đều do bà cùng gúc hoàn thành. Ru lão già thâm tàn bất lộ, dù sao hắn không nhìn thấu. Akiri, mặc dù biến nhát, nhưng bản thân chính là nổi danh vì tỉnh táo. Akianu cũng không cần nói, nhìn tính cách nóng nảy xung động, nhưng trên thực tế rất có kế hoạch. Các tướng lĩnh nổi danh trong quân, có ai là đèn đã cạn dầu. Lại tiếp tục trò chuyện như thế, chắc nội tình của hắn đều sẽ bị lộ. May là đột nhiên xảy ra chấn động. Hưu, tiếng xé gió đột nhiên đánh tới. Quanh, bên cạnh quân hạm liên tiếp bắn ra pháo kích, nổ tung khiến cả con thuyền đều nghiêng đi một chút. Pháo kích, lao ngây người, mặc dù hắn dùng pháo kích để làm cớ đi ra, nhưng nào nghĩ đến thật sự là pháo kích, hắn tưởng rằng đây là do hắn bất ngờ tạo thành chấn động. Tập kích chiếc thuyền này, ai có dũng khí như vậy, hải tặc, có hải tặc, hải quân trên bông tàu lớn tiếng kêu. Lao ngẩn người, nhìn về chung quanh, trên mặt biển này cũng không có thuyền gì, đường thuyền từ bản bộ đến xa bao là chuyên dụng của bản bộ, nhưng lần này, Lao lại phát hiện ra một kỳ cảnh. Ngay ở chỗ cách đó không xa trên mặt biển, có một chiếc thuyền hải tặc, pháo kích kia chính là từ thuyền hải tặc bắn ra. Vừa nhìn thấy thế, Lao vui mừng. Lao vẫy vẫy tay, một tên hải quân quân hàm trung úy lập tức chạy vội tới. Đó là hải tặc gì? Tứ hoàng đánh tới rồi. Claw chỉ vào thuyền kia chỉ nói: "Báo cáo trưởng quan, là thần tốc Frankie, hải tặc có mức tiền truy nã 98 triệu." Trung úy kia đầu tiên là chào một cái, sau đó lớn tiếng nói: "98 triệu." lao nhìn thuyền hải tặc kia, không phải đoàn hải tặc dưới trướng Tứ Hoàng sao? Chẳng hạn như thuộc hạ của Đô, Trung úy lắc đầu, trước mắt đã biết tình báo, là Frankie không thuộc thế lực một trong Tứ Hoàng, và Franky cũng không đi vào New World. Nghe vậy, Lao không khỏi chép miệng một cái, vậy ngươi thật dũng cảm. Bắn pháo, bắn pháo cho ta, đánh chìm chiếc quân hạm này, trên thuyền hải tặc, một tên thuyền trưởng đội mũ màu đỏ tam giác, một tay cầm loan đao một tay cầm thương, cầm lên. Ganner Ranky, năm nay 33 tuổi, tiền truy nã 98 triệu, xuất thân từ Tây Hải, được người đời xưng là thần tốcer Ranky. 98 triệu, ở Ranliner trước đây có thể nói là hải tặc không nhỏ nhưng Ferranki vẫn chưa đủ. Trong hàng ngũ hải tặc đương nhiên cũng có ganh đua so sánh, trực tiếp nhất chính là tiền truy nã cao hay thấp. Hải tặc không quá trăm triệu thì không thể lọt vào hàng ngũ siêu tân tinh. Hắn lại kém một chút như vậy là có thể lên làm siêu tân tinh. Nhưng tới gần xa bao, tiền thưởng của hắn vẫn luôn không có gì thay đổi. Chuyện này khiến Franky phi thường nổi nóng, sau đó lập tức có một suy nghĩ to gan. Cướp bóc thuyền buông, tập tiếp thành trấn đã không thể tăng cao được tiền truy nã, vậy hắn sẽ tập tiếp quân hạm, mà không phải là tùy tiện tìm một chiếc quân hạm, ngay ở đường thuyền giữa xa bao cùng bản bộ này, tập kích một chiếc đại quân hạm, để tổng bộ hải quân chú ý tới hắn. Frankie ôm ý nghĩ này đi vào vùng biển này, tiếp đó hắn lại may mắn tìm được mục tiêu rất tốt. Hai vòng pháo kích bắn ra, hoàng mỹ trúng vào quân hạm mục tiêu. Hưu, quân hạm cũng phát ra đạn pháo, quân hạm đỉnh cấp bắn một vòng một lượt, số lượng đạn pháo này đương nhiên không ít dựa theo dĩ vãng thuyền hải tặc phổ thông đương nhiên là không thể nào tránh thoát loại pháo kích này nhưng frankie không phải người bình thường vô dụng frankie nghe răng ra cười bỗng nhiên giậm chân mạnh một cái một lồng ánh sáng hình tròn từ chân hắn bắt đầu tản ra bao phủ lên đoàn thủy thủ cùng thuyền của hắn ba lần thuyền hải tặc dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị lướt đi né qua đạn pháo của quân hạm phản kích frankie gào lớn đám hải tặc lại nghiêng đạn pháo, bắn phá. Rầm rầm rầm, đạn pháo nhanh chóng rơi vào chung quanh quân hạm, có mấy phát rơi vào trong nước, nổ ra một đoàn bọc nước, mà có mấy phát lại đánh trúng thân thuyền. Cả quân hạm chấn động lung lay mấy cái. Thân thuyền rõ ràng có thêm mấy lỗ hổng lớn. Lúc này Cloud cầm kính viễn vọng, nhìn những người trên thuyền hải tặc đối diện kia rõ ràng có tốc độ nhanh không bình thường. Mà đạn pháo bắn ra cũng gia trì tốc độ như vậy, căn bản không cho hải quân thời gian phản ứng. Năng lực giả, khó trách dám tập kích quân hạm. Trong miệng Clau ngậm xi si gà, hít một hơi, phun ra một mụn sương mù, để ống nhòm xuống. Người đoán xem đoàn hải tặc hay may hay xui. Clau cười nói với trung úy bên cạnh. Nói là may thì cũng coi là may, dù sao một tên hải tặc phổ thông tập kích quân hạm, đụng tới tam đại tướng thêm hải quân anh hùng và tham mưu trưởng còn nói là xui vì một tên hải tặc phổ thông lại đụng phải đội hình này. Thiếu tá, xin đừng nói đùa, các đại tướng bị hải tặc tập kích ở nơi này là sai lầm cùng sỉ nhục của chúng ta. Vị trung quý này hiển nhiên không có tâm thái tốt như Cloud. Con người ngươi thật là vô vị. Cloud một lần nữa cầm kính viễn vọng lên, phản kích đi, ta nhìn thêm, kỳ cảnh khó gặp này, không nhìn thì quá đáng tiếc. Vâng. Trung quý chào một cái, sau đó gia nhập vào bộ đội hải quân tiến hành phản kích pháo kích tự nhiên là không đánh trúng cái thuyền kia sranki tránh thoát mấy vòng pháo kích mặt lộ vẻ đắc ý tiếp đó lại nghiến răng nghiến lợi nói ta thế nhưng là người ăn trái cây nhanh chóng tăng tốc hải quân thế đáng ghét mà không chú ý đến ta uy hiếp chỉ cấp cho ta tiền thưởng thấp như vậy hắn dùng kính viễn vọng nhìn chiếc quân hạm kia nơi đó giống như không có hải quân nổi danh gì đều là mấy người bình thường trước kia sranki từng gặp được hải quân tự nhiên có thể tránh thì tránh, dùng năng lực của mình chạy trốn, không có quân hạm nào có thể đuổi kịp. Nhưng chính là loại chạy trốn này khiến hải quân kinh thường chính mình, treo thưởng cho mình thế mà chưa tới một ức. Mà lần này dùng năng lực nhẹ nhõm tránh thoát pháo kích từ quân hạm đỉnh cấp đối diện, mà lại chính mình pháo kích lại có thể tạo thành tổn thương cho quân hạm kia. Ngay cả quân hạm đỉnh cấp đều không có cách nào với bọn hắn, chỉ có thể bị chính mình tùy ý oanh tạc. Thấy cảnh này, Franky cảm thấy trước kia có phải là mình quá cẩn thận, có được năng lực tăng tốc, vì sao còn muốn dựa theo biện pháp truyền thống của hải tặc để đối phó. Hiện tại hắn có một suy nghĩ vô cùng to gan, "Chúng tiểu nhân, tăng tốc tiến lên." Chúng ta chiếm chiếc quân hạm này, lái quân hạm đi tới tổng bộ hải quân." Franky giơ loan đao làm ra tư thế xung phong, gầm lên. Hắn đổi chủ ý, hắn không hủy diệt chiếc quân hạm này, mà là dùng chiếc quân hạm này đi đánh Marinfo hải quân đây chính là cái giá vì các ngươi khinh thường ta, so sánh với chiếc quân hạm này, thuyền hải tặc đối diện chỉ lớn bằng một phần ba thôi, nhưng đây chỉ là so sánh cùng quân hạm đỉnh cấp, trên thực tế chiếc thuyền hải tặc này có thể tích cũng không nhỏ. Thuyền càng lớn thì tốc độ đi thuyền lại càng chậm, nhưng nguyên lý này không áp dụng được với chiếc thuyền này. Bởi vì tốc độ của nó phi thường nhanh. Giống như một chiếc thuyền chui ra khỏi chân trời mà chạy trên mặt biển, tốc độ còn con mẹ nó rất nhanh thuyền hải tặc ở trên mặt biển trái chuyển phải tránh người trong thuyền nhanh đến mức muốn biến thành tàn ảnh nó tránh thoát từng vòng pháo kích cuối cùng tiếp cận quân hạm ầm uhm, mấy phát pháo đạn lại lần nữa bắn ra đồng thời hải tặc trên thuyền cũng vung ra từng đợt câu trảo trèo lên ven quân hạm một số hải tặc đã dẫm lên dây câu chuẩn bị xông lên làm cái gì mà ồn ào quá vậy chấn động dưới biển sao, đột nhiên một người từ bên trong thuyền đi ra cáp cầm mũ đi ra ở bên cạnh hắn, còn có một người đội mũ tước sĩ mũi ưng, mới vừa ra tới, ông ta nhìn thấy đạn pháo gần như bay đến bông tàu. Kết! Tiếng lưỡi đao khẽ mở. Chỉ thấy người đứng bên cạnh gác kia như gió, di chuyển nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, đến khi xuất hiện lần nữa, thân thể hắn nửa ngồi, trong tay cầm đao, đạn pháo trên không kia trung thống nhất bị cắt thành hai nửa, chợt nổ tung ở ven thuyền. Sóng khí phát ra thổi sợi tóc của Cloud bay loạn. Hắn nhìn người mũi ưng kia, ngoài ý muốn nói, cư hợp, là bô gác thượng tá, có hải quân nhận ra người này. Bô gác thu đao vào vỏ, nhìn thoáng qua ra ngoài, nói với gáp, có hải tặc. Vừa dứt lời, một thân ảnh đột một nhảy xuống, toàn thân người kia hiện ra lồng ánh sáng nhật, một tay cầm loan đao, một tay cầm súng lục, càng rỡ cười to. Đám hải quân, chiếc thuyền này bị Frankie đại gia ta chiêu mộ, sau đó, hắn sửng sốt. Lúc này gáp đang chuẩn bị tới gần thuyền xuôi theo nhìn xem là hải tặc nào, lại thấy Frankie nhảy ra ngoài, hai người gần như là mặt đối mặt gặp nhau. Ga, gáp, miệng Frankie há ra đến mức muốn rách ra, kinh hãi giống như gặp quỷ. Gương mặt luôn nghe răng cười kia, hắn không có khả năng không biết. Anh hùng hải quân gáp, đây là thuyền của gáp, Frankie vô thức đưa tay ra, trên thân lại có thêm một tầng lồng ánh sáng, tăng tốc năm lần, nói rồi, thân thể hắn gần như sắp thành tàn ảnh, muốn nhảy xuống dưới. Ha 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 ha, vậy cũng không thể để ngươi đi cáp xòe bàn tay ra bắt lấy thân thể frankie sắp nhảy xuống kéo sau cổ áo hắn về sau ba một cái frankie đã rơi vào bong tàu bị đám hải quân hoàn toàn vây quanh đồng thời nhóm hải tặc thuận theo dây câu chạy đến quân hạm đối chọi gay gắt cùng hải quân nói cho đúng là bị đối chọi gay gắt về mặt nhân số quân hạm chưa được cả ngàn hải quân số lượng đương nhiên là nhiều hơn đám hải tặc này nhiều hơn nữa còn có gáp đây chính là gáp A, đám hải tặc thi nhau nuốt nước miếng, thân hình có chút sợ hãi. Đã như vậy thì liều mạng, tốc độ Frankie cực nhanh đứng dậy, đá một hải quân đang chuẩn bị bắt giữ hắn bay ra ngoài, quát, chúng tiểu nhân, giết sạch bọn hải quân này, cáp cũng không có gì đáng sợ, lão đã già, ta còn là năng lực giả đấy. Đúng, chỉ là một lão già mà thôi, một ả to béo cầm song thương cắn răng nói, tốc độ của chúng ta được thuyền trưởng gia trì, sẽ không thua, không sai, giết cáp, một triệu dương danh một tên hải tặc cầm đao, đột nhiên xông tới, hắn như dây dẫn nổ, đám hải tặc. Nhao nhao rống giận, xông tới. Tên hải tặc dẫn đầu tiến lên đột nhiên vung một đao chém tới một vị hải quân, lập tức truyền đấu cùng đông đảo hải quân. Sau khi hắn ném lăng hải quân đi, rất nhẹ nhàng lướt qua những hải quân xạ kích kia, tiếp đó cấp tốc chạy tới, khiến hải quân nổ súng kia bị trúng một đao, nằm xuống đất. Tốc độ rất nhanh. Không chỉ có hắn, tốc độ của tất cả hải tặc đều rất nhanh trên thân mỗi người bọn họ đều có lồng ánh sáng nha ta kia tính ra thì bọn hắn có tốc độ gấp ba người bình thường hai ba trăm hải tặc dùng tốc độ cao thế mà ép được đại đa số hải quân liên tục lùi về phía sau hải quân trên chiếc quân hạm này không tính là tinh anh tinh anh chân chính bây giờ đều ở bản bộ bọn họ chỉ là phụ trách lái thuyền chức vị cao nhất ở đây chỉ là một thiếu tá đối phó với năng lực giả quỷ dị tự nhiên không phải là đối thủ mà Frankie kia chỉ thấy hắn xe dịch dời đi trong đám hải quân tốc độ kia lại gấp tới tận năm lần người thường rất nhanh Frankie nhảy lên một cái tránh thoát đám hải quân vây công một đao chặt tới một hải quân tiếp theo lại dẫm mạnh lên đầu các hải quân khác cả người bổ nhào vào đất trống phía trước sau khi hạ xuống lại nhanh chóng thay đổi phương hướng muốn xông về phía gáp gáp là trung tâm xử lý được lão thì những hải quân này tự nhiên sẽ mất sĩ khí a à, lạp lạp thật là náo nhiệt trên thuyền thế mà lại có hải tặc đến đúng lúc này một giọng nói hùng hậu ở sau lưng của hắn vang lên ầm ừ, frankie nghe được âm thanh này động tác nhanh chóng vung súng đánh qua đạn chì bắn ra lúc này hắn mới khó khăn quay đầu đó là một người rất cao đạn chì xuyên qua đầu của hắn bắn ra một băng hoa đầu của hắn biến thành băng khi nhìn thấy người này thân hình frankie hoàn toàn cứng đờ khối băng dần dần khép lại, hiển lộ ra gương mặt lười biến của Cu Giang. A, à, Akiri, đại tướng hải quân, trên chiếc thuyền này không chỉ có gáp, còn có đại tướng, chuyện gì xảy ra, đây là thuyền gì, hộ tống chính là thiên long nhân sao, đúng lúc này, trên bông tàu tầng 2 xuất hiện một vần sáng vàng, vần sáng dần dần biến thành bộ dáng một người. Hai tay người kia chống trên lan can, đầy hứng thú nhìn trầm trầm xuống phía dưới. A, à, lại có hải tặc xuất hiện, thật đáng sợ. Kiraru, cả người phơ phát lạnh. Lại là một đại tướng hải quân, hừ, cùng lúc đó, trong gian phòng ở bông tàu tầng hai lại có mấy người đi ra, người cầm đầu kia nhìn thoáng xuống dưới, hừ lạnh thành tiếng, tiểu hải tặc nơi nào đến, thật sự không biết tự lượng sức mình. Akianu, lần này Franky không phát ra được thanh âm nào, quá mức kinh hãi, giống như chuyện kinh dị khiến giọng nói của hắn kẹt trong cổ họng, chết sống không phát ra được. Còn có, bên cạnh Akianu chính là Tersu, đại tham mưu trưởng hải quân, tình huống như thế nào, tổng bộ hải quân đang học ở chiếc quân hạm này sao, cụ thể làm gì thì Frankie không biết, nhưng hắn biết, chính mình xong rồi, thật sự xong. Tam đại tướng cũng ở trên một con thuyền, còn có gáp cùng tơ su, cho dù là thần tự mình xuống cũng sẽ gãy ở đây. Frankie bị dọa đến mức nói không ra lời, mà hải tặc còn lại cũng không khá hơn chút nào, từ khi Akiri xuất hiện, bọn hắn đã không còn nguyện vọng chiến đấu, đã có người bắt đầu vứt bỏ vũ khí. Kiraru xuất hiện, càng khiến đám người tuyệt vọng. Mà Akianu lại đến, là một tia hy vọng cuối cùng của tất cả mọi người bị dập tắt tam đại tướng. Bản bộ di chuyển đến chiếc quân hạm này là làm gì? Tơ su liếc mắt nhìn Frankie một cái, nói, hải tặc 98 triệu, thần tốc Frankie, ta nhớ được là một hải tặc rất cẩn thận, không nghĩ tới lại tập kích quân hạm. Nhưng vận khí không tốt lắm. Có lẽ là mộ tổ bốc lên khói xanh đâu, loại tình cảnh này rất khó gặp được mà. Lao cười rất hiền lành. Ta nói này, người tới Impel Down, có thể tha hồ khoác lát cùng bạn tù. Một hải tặc bình thường làm sao có thể thoát khỏi trường hợp như vậy? Ferranki sắp bị hù chết. Tam đại tướng, anh hùng hải quân, đại tham mưu hải quân, đội hình như vậy sẽ chỉ làm hắn tuyệt vọng. Nhưng, nhưng, hắn là hải tặc, nếu như có thể chạy thoát, có phải là sẽ danh chấn thế giới? Tốc độ của ta tuyệt đối không có vấn đề, Răng kia lại bắt đầu to gan tính toán, lồng ánh sáng bao phủ trên người rõ ràng càng thêm nồng đậm. Năng lực từ, trái cây nhanh chóng, là có thể tiến hành, tăng tốc, cho mình hoặc là tồn tại được chỉ định, bằng vào năng lực này, xưa nay hắn không sợ hải quân vây quét. Chỉ là hiện tại hắn chỉ dùng tốc độ vượt qua bình thường gấp 5 lần, còn muốn tăng lên. Chỉ sợ phải trả giá đắt. Nhưng chỉ cần chạy đi, tiền truy nã của hắn nhất định có thể tăng lên, đến lúc đó đi tới xa bao, có thể trở thành một trong siêu tân tinh quá trăm triệu, nói không chừng còn là siêu tân tinh có tiền thưởng cao nhất, tám lần, trong miệng Frankie chảy ra một tia máu tươi, thân thể như chịu một loại xung kích nào đó, tiếp đó thân hình nhanh chóng lóe lên, biến mất trước mặt Akiri, trong chớp mắt xuất hiện trên con thuyền xuôi theo. Ánh mắt bô gác ngưng lại, trở tay xuất đao, giống như một cơn gió lốc, chém qua một đao. Frankie vừa định nhảy xuống, lập tức cảm giác phía sau có hàng khí, quay đầu nhìn lại, Bogat dùng tốc độ không kém gì tốc độ của hắn để chém tới, khiến toàn thân hắn giật mình một cái. Bản thân tăng tốc chính là người khác giảm tốc, ở trước mặt Frankie, tốc độ của người bình thường chính là giảm bớt 8 lần. Thế nhưng tốc độ xuất đao này thế mà còn nhanh hơn hắn hiện tại mấy phần, 10 lần, thân thể Frankie chảy ra máu tươi, thân thể hắn ở trong mắt người thường đã nhanh đến mức như dừng lại, thời gian chỉ động động mí mắt, thân thể hắn đã xuất hiện ở trên chiếc thuyền xuôi theo kia, tránh thoát bạc đao trảm của Bogat. Ngươi theo kịp Peter của ta sao? Toranki lộ ra nụ cười, tiếp theo chỉ cần nhảy xuống, hắn sẽ hoàn toàn thoát đi mảnh địa ngục này, đến lúc đó hắn sẽ nổi danh, hưu, đột nhiên, một vệt sáng từ bụng hắn mở rộng, rơi xuống đến trên thuyền hải tặc. Quanh, một vui nổ tung to lớn bao phủ thuyền hải tặc, cả chiếc thuyền đang kịch liệt chia năm xẻ bảy dưới vụ nổ. Toranki há mồm phun ra một mụn máu tươi, ngã ở bong tàu. Kiraru thu ngón tay, kinh ngạc nói, tốc độ đúng là thật nhanh, thật đáng sợ đâu. Chạy, làm sao có thể chạy trốn được? Này, cho người đi lấy còng tay si ta tân. Cáp nói, chỉ vào Franky cười ha ha, vận khí của ngươi thật sự là không tốt, ha ha ha. Franky bị thương, đám hải tặc còn lại trên quân hạm lập tức đầu hàng, bị đám hải quân tạm giam. Mà hải quân bị thương, đang được đội trị liệu chữa bệnh, bên trên bông tàu lập tức bề bộn nhiều việc. Hải quân Bình thường dù tiếp nhận huấn luyện ở bản bộ, đã mạnh lên không ít so với hải quân chi bộ, nhưng đối mặt với năng lực giả thì những hải quân này vẫn yếu hơn một bậc. Nếu như không có bọn hắn ở trên thuyền, chỉ là tổ chức có tiêu chuẩn thấp nhất của quân hạm phổ thông, Ferranki muốn tập kích quân hạm thì sẽ không gặp vấn đề lớn. Bosalino, ngươi không nên ra tay. Trên bong tàu tầng 2, Akianu nói với Kiraru, lão phu muốn chứng kiến năng lực của lao một chút, Người được mắt diều Hâu Ca tụng là có thể khiêu chiến bảo tọa của hắn, kiếm thuật này phải rất khá. A, à, ngươi cảm thấy hứng thú. Không phải thật lâu rồi ngươi không dùng đao sao? Kiraru nhíu mày, nói. Lão phu không cần đao, không có nghĩa là lão phu sẽ không dùng đao, ngươi nên hiểu rõ, Bosalino. Akianu nói, từ khi nhận được trái cây năng lực, lão phu đúng là không sử dụng đao, nhưng đao kiếm cũng chỉ đại biểu cho lực sát thương mà năng lực của lão phu là lực sát thương mạnh nhất trên thế giới. Nói cho cùng, đao kiếm là vật không tiện, lực sát thương mạnh thì cũng chỉ là đao kiếm. Akianu biết kiếm thuật. Trước khi ông ta không ăn trái ác quỷ. Akianu trong quá khứ, trên lưng thường xuyên cõng một cây đao, chỉ là sau khi đạt được trái cây dung nhâm, ông ta lập tức chuyển thành mở rộng năng lực trái cây. Trái cây dung nham là trái cây trên thế giới này có lực phá hoại đơn thể mạnh nhất so với đao kiếm còn có lực sát thương mạnh hơn. Vậy thì thật sự là đáng sợ đâu. Kiraru nhún vai, nhưng chuyện thuận tay có thể giải quyết thì không cần phiền phức như vậy, ngươi sẽ thấy Clau ra tay, người tuổi trẻ bây giờ rất đáng sợ. Clau đứng phía dưới dựng thẳng lỗ tai. Hắn nghe được, muốn để lão tự xuất thủ, ngươi cho rằng ta không biết các ngươi đang tính toán điều gì. Tên hải tặc có giá 98 triệu này, năng lực trái cây cũng bị nhìn thấu, không phải loại trái cây bất kia. Chính mình muốn xuất thủ đương nhiên dễ dàng, nhưng xuất thủ xong sẽ rất phiền phức. Các ngươi muốn cưỡng ép lão tử thăng quan, nằm mơ, lao khinh thường cười, thầm nghĩ, chính là chiến tranh trên đỉnh, ta cũng chỉ cầm đao mù khoa tay hai lần là xong việc, xuất thủ. Ta bị đánh chết các ngươi có tiễn đưa ta không? ầm, um, lúc này một hải quân vội vàng cầm còng tay si ta tân chạy tới, va vào một thành viên đang chữa bệnh đối diện. Hải quân kia ngã nhào trên đất, Còng tay Sita Tân trong tay bay ra, thật vừa vặn, còng tay rơi vào tay Cloud đang nghe lén hai người phía trên nói chuyện. Còng tay kia rơi vào trên tay của hắn. Két. Theo một tiếng va nhỏ, Cloud cảm giác trên tay có thêm một tia lạnh buốt, hắn nhìn về phía lấy cổ tay, chỉ thấy còng tay chỉnh tề còng lên cổ tay của hắn, một chút cũng không lệch. Thật có lỗi thật có lỗi. Hải Quân bị đụng vào kia đứng lên, đi đến trước mặt Cloud, dùng chìa khóa mở còng tay ra nhưng rất nhanh, hải quân kia lập tức cảm thấy một luồng hơi lạnh. hắn không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía Lao. Tiếp đó lại bị biểu lộ của Lao dọa đến rùng mình một cái. Thiếu thiếu tá, người có thể nhanh lên hay không? Chậm một chút nữa thì ta sợ sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Giọng nói của Lao rất bình thản, bình thản như sắp lâm chung như vậy. Hiện tại biểu lộ của hắn cũng rất bình thản, sắc mặt không vui không buồn, biểu lộ không hề bận tâm, mà ánh mắt lại như không có thần vậy chuyện gì xảy ra, vị thiếu tá này tức giận rồi, xem ra là người rất khó chung đụng. Chẳng phải ngoài ý muốn bị còng tay sao, lại không bị còng lại toàn bộ, còn một chút chẳng lẽ sẽ tận thế A, hải quân cúi đầu xuống, tiếp tục mở còng tay ra. Mà Cloud hiện tại, nội tâm rất hoảng. Công hiệu của Sita Tân cũng như nước biển, sẽ khiến năng lực giả tạm thời biến thành người bình thường, đồng thời để năng lực giả mất đi thể lực. Nhưng không ảnh hưởng được năng lực giả bị động, thể chất vẫn là thể chất kia, cũng không ảnh hưởng được sản phẩm dùng trái cây năng lực chế tạo ra, nhưng năng lực giả cũng không thể dùng năng lực phá hư si ta tân. Những chuyện này Cloud đều biết, trước đó khi nghỉ ngơi ở Đông Hải, hắn đã mang theo một chút si ta tân, thường xuyên lấy ra thí nghiệm. Đeo si ta tân sẽ ngăn cách năng lực của hắn, để hắn tạm thời biến thành người bình thường. Năng lực từ trái ác quỷ lơ lửng sau khi bị Cloud đắc thủ, dựa theo trình độ Golden Leon trước kia sử dụng để so sánh, đã bị hắn chia làm ba giai đoạn lớn. Giai đoạn thứ nhất, dùng thể lực duy trì vật thể chính mình tiếp xúc. Giai đoạn thứ hai, tiếp xúc đụng vật thể trừ lúc vừa phát động cần thể lực, đến tiếp sau không cần, đây là giai đoạn Golden Leon đạt tới. Giai đoạn thứ ba, cũng chính là thức tỉnh trong truyền thuyết, địa máy cloud còn chưa mở rộng đến mức đủ để đoán được trình độ sau khi thức tỉnh rốt cuộc là hiệu quả gì. Mà mặc dù Sita Tân sẽ ảnh hưởng thể lực của hắn, nhưng đối với Cloud thì chút thể lực kia có cùng không có không có gì khác biệt. Nhưng mấu chốt một điểm là thời gian hắn đạt được trái cây quá ngắn, dù huấn luyện cẩn thận thế nào, lại sử dụng như cánh tay thế nào, trên bản chất hắn vẫn là ở giai đoạn thứ nhất. Mà Sita Tân sẽ khiến cho năng lực hiện tại của hắn tạm thời mất đi hiệu lực, ầm ầm. Trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng vang trầm. Akiri ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm không có bất kỳ đám mây nào, cao mày nói, không có xét đánh A làm sao lại có tiếng vang soạt sau một tiếng vang trầm giống như tiếng sấm bầu trời vạn dặm không mây đột nhiên bắt đầu rơi xuống nước mưa mưa kia tựa như là mũi tên rơi xuống mưa to hạt nước mưa giống như đầu người vậy đột ngột rơi xuống ép tới khiến thân thể đám hải quân hơi cong ở hải vực xung quanh đột nhiên xuất hiện một bóng tối lớn dường như trên bầu trời có đồ vật gì giáng lâm che lại mảnh biển cả này trên mặt biển nổi lên một trận cùng phong tựa như là muốn chống lại áp lực từ trên bầu trời. Thật sự là mưa to khó gặp, thời tiết ở Grand Liner. Cáp đầu một cái, cười ha ha, đi đi, đi vào tránh mưa đi. Hô, đột nhiên, hai đạo hát quang từ trên bầu trời nhấp ngán, tốc độ nhanh chóng từ trên không trung rơi vào quân hạm. ầm, bông tàu truyền đến một lùng chấn động, để hải quân phụ cận ra hai cây hát thương to lớn, đâm thật sâu vào bông tàu. Đồng thời, một bóng tối đột một bao phủ lại quân hạm. Đó là một khối nham thạch còn lớn hơn cả quân hạm đỉnh cấp, thiên. Thiên thạch ra, đám hải quân bị dọa đến trợn mắt hốc mồm, ôm chặt lẫn nhau, trọng mắt như muốn lồi ra. Nham thạch nhanh chóng rơi xuống, gần như là muốn che đậy cả quân hạm, cái đồ chơi này mà nện xuống thì bọn họ không ai chạy được. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện dưới đáy nham thạch, vung ra một quyền, đánh vào dưới đáy nham thạch. Bành chỉ thấy khối đại nham thạch vỡ vụn ra từ dưới đáy chỉnh thể phân tán hóa thành vô số hòn đá nhỏ hình thành mưa đá lẫn vào nước mưa rơi tới trong biển rộng nhấc lên từng trận bọc nước ha 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 đúng là tảng đá đủ lớn gáp rơi trên mặt đất tức tiếng cười to ga gáp trung tướng a à, đại cứu tinh đúng rồi có gáp trung tướng cùng tam đại tướng ở đây chỉ là nham thạch thì không có gì đáng sợ đám hải quân nhanh chóng tỉnh ngộ lại từng người hưng phấn kêu. Tên hải quân tới mở khóa cho Clau lúc này cũng hoang hô, vừa mới cắm chìa khóa vào lại rút ra. Người tranh thủ thời gian mở ra cho lão tử. Vẻ mặt Clau đã sắp biến thành vạn vẹo. Hắn để bao nhiêu thứ ở phía trên, chính hắn đều không nhớ rõ. Chí ít hắn không nhớ rõ nham thạch này bị hắn đưa lên từ lúc nào, hắn có chạm qua đồ chơi này sao, lại không cởi ra, quỷ biết còn có đồ vật gì rơi xuống nữa, vâng, tên hải quân kia bị vẻ mặt dữ tợn vặn vẹo của clao dọa cho giật nảy mình, vội vàng mở khóa. Khí áp từ bầu trời lại càng thấp hơn. Tiếng gió gào thét giống như cự thú đang gầm thét, tiếng sấm rền trên bầu trời càng ngày càng vang, bầu trời xanh thẳm rõ ràng có thêm một tia bóng tối. Dường như toàn bộ bầu trời đều đang rơi xuống. Akianu nhìn lên bầu trời, mặt không biểu tình. Akiri gãi gãi đầu, vẻ mặt lười nhác. Khóe miệng Kiraru cong lên, dáng vẻ đầy kinh ngạc, thật đáng sợ đâu. Nụ cười của gáp rõ ràng thu lại không ít. Tơ su chậm rãi nói, phía trên có cái gì? Trong ánh mắt của bọn hắn, có thêm một tia ngưng trọng. Kết. Đúng lúc này, hải quân kia đã cởi còng tay Sita Tân ra. Lao mạnh mẽ nắm tay. Bóng tối trên trời tan ra, luồng khí ép kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Mưa to ở một khắc này cũng tiêu tán không còn một mảnh mặt biển nhất thời khôi phục trạng thái gió êm sóng lặng, chỉ có hai cây hát thương đâm trên bông thuyền là tỏ rõ trước đó có mưa gió nổi lên gây ra cảm giác cấp bách. Cáp cười ha ha, ha 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 ha, thời tiết thật sự là đáng sợ. Thời tiết ở Grand Liner giống kiểu này cũng nhiều đi, đột nhiên có mưa to quá phổ biến, mặc dù đại nham thạch rơi xuống rất thư thớt nhưng không phải là không có, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Lao vút mồ hôi trên trán một cái, đúng vậy, thời tiết này thật sự là cổ quái, còn có cả thiên thạch rơi xuống, hù chết ta, ha 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 ha. Ta nhớ cái kia là. Tơ su nhìn về phía hắc thương trên bông tàu, lại nhìn Cloud đang cười một chút, nhíu mày. Làm người kinh ngạc. Kiraru ru sờ cầm, nhìn Cloud ở bên kia vừa cười vừa lau mồ hôi, như có điều suy nghĩ. Akiri liếc nhìn hắn mắt một cái. Thật sâu cần khoanh tay, sắc mặt vẫn không vui không buồn, phi thường nghiêm túc trong lòng Cloud còn sợ hãi nhìn bầu trời một chút, con mẹ nó may mắn là năng lực phát huy kịp thời, nếu thật sự toàn bộ vật rơi xuống, chiếc quân hạm này khẳng định là không còn, trừ mấy đại lão, có thể hoàn hảo không chút tổn hại còn sống, một đầu ngón tay không biết có hay không. May mắn không bại lộ, thật sự muốn nện xuống thì sinh hoạt an toàn của hắn sẽ hoàn toàn game over, đến lúc đó thăng chức tăng lương, lên làm trung tướng, đảm nhiệm New World, từ đây đi tới đỉnh phong nhân sinh. Cái quỷ ấy, trừ tăng lương là điều Cloud có thể tiếp nhận ra, các chuyện khác đều không thể tiếp nhận. Sau khi chỉnh đốn một phen, quân hạm tiếp tục đi thuyền, sau một tiếng đã đến Sa Bao. Quần đảo Sa Bao là đảo, thất bại, cùng, lại xuất phát, đồng thời cũng là một kỳ cảnh ở Grand Liner, hòn đảo từ 79 cây đại thụ cấu thành, mặt đất chính là rễ cây, sẽ từ mặt đất toát ra bọc khí. Mà trên mỗi một thân cây đều có thành trấn cùng công trình, lúc này mới tạo thành cái gọi là quần đảo. Trên thực tế, nhiều cây đại thụ này cũng có thể tính là một chỉnh thể. Quần đảo Sa Bao trên bản chất chính là một cái cây, cây gia ru cần lớn nhất trên thế giới. Loại đại thụ tạo thành lục địa này cũng có số hiệu, mà đông đảo số hiệu chia cắt thành quần đảo, trong đó từ 1 đến 29 là một khu vực, bao gồm cả vị trí chỗ sâu trong quần đảo, là khu vực phạm pháp. 30-39 là khu vực công viên. 40-49 là khu tham quan cùng khu buôn bán. 50-59 là khu tạo thuyền còn có độ màng. 60-69 là nơi hải quân đóng quân cùng cửa ra vào chính phủ. 70-79 là khu quán trọ khách sạn. Căn cứ hải quân đóng quân ở đây là số 66. Sau khi quân hạm đổ lại, hải quân áp giải Frankie cùng hải tặc đi vào căn cứ, mà đám Cloud thì đi tới mục đích, thánh địa Mary Goyce. Chỗ ở của Thiên Long Nhân, người không có phận sự không cho phép vào, cho dù là vương tộc, không phải thế giới hội nghị cũng sẽ không tới chỗ như thế. Trừ thiên long nhân thường trú, thường đến nhất chính là hải quân. Mary Goss có một cửa vào ở Sa Bao, từ Sa Bao lên xuống thang máy đến Mary Goss, nhưng lên xuống thang máy này cũng không phải đi thẳng đến đỉnh Red mà là tới khoảng cách nhất định sẽ dừng lại, phải đi một đoạn cầu thang dị thường lớn mới có thể nhìn thấy cửa lớn Mary Goss. Ở cửa lớn Mary Goss, binh sĩ ăn mặc khô giáp sẵn sàng trận địa, nhanh chóng nhìn xem cầu thang bên kia, dần dần, nơi đó truyền đến tiếng bước chân. Một tên binh sĩ khô giáp lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng, đến. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Dẫn đầu là gáp tết ra một miệng đầy răng trắng, đang ăn sen Bên cạnh là tơ su không nhanh không chậm. Tam đại tướng lại ở phía sau, mà phía sau bọn họ là mấy trung tướng thiếu tướng. Lao sen lẫn trong trong đó, sóng vai cùng bô gác đi. Dọc theo con đường này, bô gác đều đang nhìn hắn từ khi hắn lên thuyền, người mũi ưng này thỉnh thoảng sẽ liếc hắn một cái. Người này nhìn tới khiến da đầu lao có chút tê dại. Ngươi cứ nhìn ta làm gì? Hắn nhịn không được hỏi. Bô gác nhìn mặt của hắn, ánh mắt dần dần dời xuống, đến eo, đồng thời dần dần hướng xuống, nhìn về phía, ca su, treo bên hông. Kiếm sĩ. Hắn hỏi. Không phải, gia truyền. Lao lắc đầu nói, ta am hiểu thể thuật thật sao? Bogat nheo mắt, có cơ hội luận bàn một chút, ta có chút tâm đắc đối với kiếm thuật, người trẻ tuổi học thêm chút đồ vật là tốt. Kiếm sĩ có chút môn đạo sẽ cảm ứng ra khí tức của kiếm sĩ. Lao không thể nghi ngờ là kiếm sĩ, nhưng còn trẻ như vậy, hẳn là không mạnh. Nhưng ai bảo Bogat hắn thích lên mặt dạy đời đâu, chàng trai gọi là Lao kia, thân là lệ thuộc trực tiếp của Kiraru, như vậy tư chất khẳng định là có, hơi bồi dưỡng một chút, nói không chừng chính là hải quân mạnh mẽ một đám đại lão đi tới hình thành uy áp khiến binh sĩ thủ vệ không tự chủ được mà phát rung rất nhanh bọn họ đã vượt qua cầu thang đi tới cửa lớn mở cửa akianu lạnh lùng nói vâng đám binh sĩ mặc khô giáp chào một cái rồi quay đầu hô lớn lên mở cửa theo tiếng cơ quan rung động cửa lớn màu trắng bạc dần dần mở ra một khe nhỏ từ bên trong lộ ra tia sáng trắng lóa theo cửa lớn rộng mở tia sáng trắng lóa kia lập tức biến thành phong cảnh cực kỳ xinh đẹp, Mary Goy xuất hiện trước mắt Cloud. Lọt vào mắt chính là một con đường thật dài rộng lớn, chỗ sâu nhất có thể nhìn thấy một cánh cửa lớn, mà ở bên cạnh, có một cung điện lớn màu vàng. Bên cạnh con đường là một khu rừng rậm lớn, cây cối cao như nhau, ven rừng rậm là một dòng sông cuốn chung quanh, nhìn cực kỳ tinh tế. Bên trong là cỏ thơm tươi ngon, hoa tươi rực rỡ, trời xanh mây trắng, không khí trong lành, rừng rậm cùng dòng sông phối hợp, nơi này đặt ở cái nào cũng là hàng đầu. Khó trách rất nhiều quốc vương đều nghĩ vào Mary Goyce sở, trên đường điểm suyết một chút đá củi lớn, nhưng ở trung tâm lại có một đường lát đá thật dài. Mời sử dụng. Binh sĩ mặc khôi giáp cầm mấy cây gậy kết nối, cung kính đưa cho bọn hắn. Miễn đi, chúng ta đi đường là được. Tơ su khoát khoát tay, đi tới con đường bên cạnh. Lao nhìn thoáng qua con đường lát đá kia, không nói gì. Kiraru thấy Clau nhìn chầm chầm đường lát đá kia, cười ha hả nói, đó là lối đi bộ tự động, dùng gậy kết nối kia đặt vào lỗ phía trên, đường sẽ tự động vận hành, nhưng vẫn không nên dùng cho thỏa đáng. Con đường kia không thích hợp để chúng ta đi. Clau trầm giọng nói, ta hiểu rõ. Không người nào muốn đi lên con đường ở giữa kia, đều đi đến con đường bên cạnh, rồi tiến về phía trước. Không khí có chút nặng nề. Phong cảnh này giống như cũng mất đi khí tức hoa lệ, trên đường đi tất cả mọi người đều im lặng binh sĩ mặc khô giáp cùng đi nơm nớp lo sợ đến tận khi đi đến cánh cửa thứ hai binh sĩ mặc khô giáp cùng đi mới thở phào nhẹ nhõm con đường phía sau không cần bọn hắn đi có một người dẫn đường khác cùng đi cánh cửa thứ hai là một ngã tư tổng cộng có bốn cánh cửa trong đó có một cánh cửa thông tới cung điện to lớn kia ở chỗ đó cũng chính là hạch tâm chân chính mary goyce sau khi đi qua cánh cửa kia đám người cloud lại đi một đoạn đường lập tức nhìn thấy một cầu nối màu vàng, bên kia cầu chính là một cửa thành màu vàng đứng vững, đó chính là lối vào cung điện. Tơ su ngẩng đầu nhìn cung điện màu vàng lớn kia rồi chậm rãi nói, đi thôi, sen gúc còn ở kia. Cửa lớn bên kia cầu nối chậm rãi mở ra, một đám người còn chưa đi tới đã thấy một bóng người cưỡi thứ gì đi ra. Nhanh lên, kẻ ti tiện ngu xuẩn này, đó là một thiên long nhân cưỡi trên lưng một người đàn ông to lớn, đi theo phía sau là một đám hộ vệ, hắn cầm quyền trượng, không ngừng đánh xuống người đàn ông nô lệ to lớn kia. Tứ chi cùng cổ của nô lệ đều bị trồng xiền xích lên, tứ chi nằm rạp trên mặt đất, thân thể bò đi vừa đông vừa đưa, toàn thân đều là vết thương, có rất nhiều vết thương mới, có rất nhiều vết thương cũ, nhưng đều rất nặng. Khí tức sinh mệnh của hắn đã rất yếu ớt. Đám binh sĩ ở gần nhìn người tới, tất cả đều tự giác tách ra hai bên, ngoan ngoãn quỳ xuống. Chỉ có hải quân đứng trên cầu là nhìn có vẻ đột ngột như vậy, như mộ giá bút thiên long nhân đang đánh nô lệ ngừng lại nhìn về phía một đám hải quân đứng trên cầu là sen rô quang đứng bên cạnh tơ xu nhẹ giọng nói với bà a à, ta biết tơ xu gật gật đầu liếc mắt nhìn thiên long nhân kia một cái hải quân còn chưa tránh ra đây là sen rô quang cao quý các ngươi đang chặn đường đám hộ vệ sau lưng thiên long nhân có một kẻ đứng ra bên mặt hất hàm sai khiến bọn hắn đây chính là thiên long nhân ngà. Cloud nhìn về phía rô quang, nói thật, hắn sống hơn 20 năm mà đây là lần thứ nhất nhìn thấy người sống. Đương nhiên, người chết hắn cũng không có cơ hội nhìn thấy. Rô quang mặc quần áo màu trắng bao bọc chính mình cực kỳ chặt chẽ, đeo một cái kính râm, màu tóc giống như cỏ khô, chảy thành kiểu tóc giống cây gậy, trên mặt là sợi râu rậm rạp. Hắn không đội mũ giáp, ở Mary Goss, thiên long nhân không cần đội nón trụ. Nhưng khi đến, hạ giới, bọn họ cho rằng nơi đó không khí có ô nhiễm, nên mới đội nón lên. Lao cười cười, giống như một con ốc biển mọc lệch ấy. Nhỏ giọng đi, dù sao đó cũng là thiên long nhân. Bô gác ở một bên nói khẽ. Lao nhún vai, liếc nhìn nô lệ sắp chết kia, thở hắt ra, từ trong ngực móc ra một điếu xi si gà, châm lên. Tên hộ vệ trước đó nói chuyện kia thấy cảnh này lại lập tức kêu to. Này, ở thánh địa không cho phép hút thuốc, sẽ làm không khí nơi này ô nhiễm nhanh dập tắt đi rô Quang sầm mặt lại ngươi muốn cho ta hút sương mù bẩn thỉu như vậy của ngươi sao nô tài nói rồi hắn còn ra sức đánh nô lệ dưới thân một cái nghe vậy lao sửng sốt một chút tiếp đó cầm lấy điếu xì gà vươn tay dùng ngón tay gõ gõ khói bụi rơi trên mặt đất lao hé miệng phun ra một mụn khói không biết có phải hắn cố ý hay không phương hướng hắn phun ra lại vừa đúng hướng của rô Quang thật có lỗi. nhìn thấy thiên long nhân quá kích động, nhất thời có chút khẩn trương, không phải cố ý. vẽ mặt lao không chút khẩn trương nói. roan biến sắc, ngươi, a, à, lão phu cũng đột nhiên nghiện thuốc nữa nha. đột nhiên, Kiraru cũng lấy từ trong ngực ra một bao xì gà, lấy ra một cây đưa lên miệng, dùng diêm nhóm lửa. a à, lạp lạp, ta cũng muốn hút, làm một cây đi. akiri lấy từ trong túi quần ra một bao thuốc lá màu trắng, cũng đặt lên miệng bên lấy ra một bậc lửa tô điểm bông tuyết màu trắng để nhóm lửa. Ha 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 ha, cũng cho lão phu một cây với. Cáp cười ha ha ha, đưa tay về phía Lao, Lao ngẩng người, vội vàng lấy ra một cây xì gà, đốt cho ông. Các trung tướng thiếu tướng còn lại, cũng đốt lên xì gà hoặc thuốc lá. Akianu ngẩng đầu lên, bờ môi hé mở, hai hàm răng trắng trắng một cây xì gà thô to, khói mù bắn ra so với người khác đều lớn hơn. Biểu tình phách lối kia, như một đại lão xã hội đen toàn thể hải quân đều ngậm điếu thuốc ngẩng lên đầu không chút sợ hãi nhìn chằm chằm những hộ vệ kia hoặc là nói nhìn chằm chằm thiên long nhân bộ dáng này khiến đám hộ vệ sau lưng thiên long nhân cứng đờ tên hộ vệ vừa lên tiếng nói chuyện kia toát ra mồ hôi lạnh hắn cũng không ngờ lại xảy ra loại tình huống này hải quân trước kia hắn tiếp xúc đều khiêm tốn muốn chết nghe được ba chữ thiên long nhân này đều khúng núng nào dám làm loại chuyện này nhưng bây giờ sao lại thế này, hải quân không phải nô tài của thiên long nhân sao? Trong những người ở đây, người duy nhất không có hút chỉ có tơ su, khóe miệng bà hiện lên nụ cười, sau đó bàn tay đặt lên ngực, qua loa chào hỏi rô quan, ngay cả lưng đều không cúi xuống chút nào. Mary Goss cũng không nói là không cho phép hút thuốc, đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không cản đường đi của ngài. Nói xong, tơ su lập tức để xuống tay, dẫn đầu đi qua một bên. Đám hải quân đi theo tơ su đến một bên trên đường, hoàn toàn không nhìn thiên long nhân cùng hộ vệ của hắn, vòng qua bọn hắn, đi về phía trước. Hừ, Rowan khó chịu liếc mắt nhìn bọn hắn một cái, dùng sức đâm mũi nhọn của quyền trượng vào người nô lệ phía dưới, còn không mau đi một chút, tên súc sinh này, quyền trượng có một nửa đã cắm vào lưng nô lệ lưng kia. Nô lệ kia lại hoàn toàn không có phản ứng gì, mở tay chân, bò về phía trước. Lao đi theo đại bộ đội, vừa đi, vừa nhìn tọa kỵ nô lệ phía dưới thiên long nhân nô lệ to lớn bò cùng bọn hắn, trong nháy mắt đó, hắn có chút hơi rung, bờ môi lúng túng một chút. Bước chân của Cloud hơi ngừng lại, quay đầu nhìn sang. Thật lâu sau, hắn khe khẽ thở dài. Con ngươi bỗng nhiên co rút lại một chút. Một kiếm. Theo một tiếng thì thầm khe khẽ, thân thể nô lệ to lớn kia rung lên, cả người ngã xuống bên cạnh, khiến rô quang trên lưng cũng ngã xuống đất. Sen rô quang, đám hộ vệ nhau nhau sợ hãi, vây quanh rô quang không biết làm sao thiên long nhân ngã xuống đây chính là đại sự mau gọi bác sĩ gọi bác sĩ đến sen rô quang bị thương a tên hộ vệ trước đó nói chuyện càng thất kinh một người ở nơi đó khoa tay múa chân ồn ào quá ầm rô quang móc ra một thanh súng ngắn màu vàng nhằm tới tên hộ vệ kia bóp cò một phát bắn trúng lồng ngực của hắn máu tươi tóe lên hộ vệ che ngực không thể tin vương tay run run rẩy rẩy nói Roser, Roan, Sen, Ta, Trung Thành và Tận Tâm A, thân thể của hắn cũng ngã xuống. Roan được người đỡ lên, hoàn toàn không nhìn hộ vệ vừa ngã xuống kia, ngược lại đá nô lệ dưới chân mấy phát. Tên Hạ đẳng đáng chết, còn chưa mang ta đến mục đích đã chết rồi. Này, ta thế nhưng Thiên Long Nhân, nhanh đứng lên, cổng ta đi lên, thân thể nô lệ kia khẽ tung lên, dường như hắn dần có chút khí lực, hắn cố gắng quay đầu nhìn về phía Cloud Cloud ở bên kia đang nhìn hắn, bờ môi lại lúng túng một chút. Cuối cùng ánh mắt mất đi hào quang, hoàn toàn không có khí tức. Khi hắn chết, khóe miệng là treo nụ cười. Lao phun ra khói thuốc, không còn lưu lại, mặc cho phía sau còn đang hô to gọi nhỏ. Nam tử to lớn kia ấp úng nói hai lần. Lần đầu tiên là, mau cứu ta. Lần thứ hai là, cảm ơn. Thiên Long Nhân thật đáng sợ. Kiraru kinh ngạc nói một câu, từ phía trước rơi xuống tới bên cạnh Cloud, khẽ nói: "Cloud à, vừa rồi ngươi đã làm gì?" "Cái gì mà ta làm cái gì? Lão gia tử ngươi đừng nói lung tung, ta chỉ thấy nô lệ của Thiên Long Nhân kia có vẻ không được nên nhìn kỹ một chút mà thôi." Cloud lắc đầu như trống bỏi. "A, nô lệ kia, ta nhớ được hắn, trước kia hình như là một hải tặc." Kiraru suy nghĩ một chút, nói: "Hải tặc." Cloud nheo mắt lại, đột nhiên cười hải tặc hẳn là bị hải quân xử lý mới đúng, chí ít, cũng phải chết trên biển cả. Nhưng bất kể như thế nào, người kia chết trên tay hải quân là ta. Các ngươi cho rằng chính là thiên long nhân chơi chết hải tặc kia, không, là Clau ta, Akianu nghe được lời này của Clau, hai mắt cũng sáng lên, khen ngợi gật đầu nói, không sai, đối với hải tặc, hải quân chúng ta hẳn là không lưu tình chút nào, ông nhìn về phía Clau, nói, ngươi thật sự không suy xét đến việc đến dưới trướng lão phu sao, ta nói cái gì rồi, ngươi nói thế là có ý gì muốn để ta đi theo ngươi tới New quốc đánh hải tặc ngươi há miệng ra ta còn có thể trông thấy lưu quan trương a ha ha sakariki không cần lúc nào cũng cố đào góc tường của lão phu có một thuộc hạ hợp ý không dễ dàng đâu kiraru cười nói với akianu đều là hải quân ở nơi nào mà chẳng như thế lúc này tơ su cũng nói bà gật gật đầu với Claw, nhưng lần này ngươi làm không tệ nhưng phải chú ý, nơi này là Mary Goyce, không phải tổng bộ hải quân. Đều là nhân tinh, ai cũng có thể nhìn ra suy nghĩ của Clau vừa rồi khi nhả khói ra, nhưng bọn hắn nguyện ý cùng Clau chơi, là bởi vì bọn hắn cũng nhìn mà thấy khó chịu. Tơ su bà bà, ta biết rồi. Clau gật đầu nói. Loại chuyện này, tất cả mọi người không có ý kiến gì, ngược lại cảm thấy rất thoải mái. Ngẫu nhiên dỗi thiên long nhân một chút, có tác dụng trợ giúp thể xác tinh thần khỏe mạnh một đám người tiến vào cung điện màu vàng, do binh sĩ mặc khôi giáp dẫn đầu, sau bảy lần hoặc tám lần rẽ, đi đến một phòng họp. Tơ su, các cùng tam đại tướng cùng ngồi xuống, mà những người khác rất tự giác, đứng sau lưng mấy đại lão này. Lao cũng rất tự giác, ngoan ngoãn chạy đến đứng phía sau Ki-ra-ru, cắn xì gà, nuốt mây nhả khói. Sen gúc không ở nơi này, nhưng những người khác cũng không lên tiếng, yên lặng chờ đợi. Đại khái sau nửa giờ, cửa phòng học lại bị đẩy ra, Sen Gúc mặc quân phục hải quân màu trắng treo đầy huân chương một tay đút túi đi đến, trực tiếp ngồi xuống vị trí đầu tiên. Bắt đầu đi, lần hội nghị này liên quan đến hướng đi thế giới. Sắc mặt Sen Gúc nghiêm nghị. Theo ông ta, một đám người bắt đầu nghiêm mặt đứng dậy. "Top Gap Ace." Sen Gúc nói, liếc nhìn gáp, tiếp tục nói, "Bị râu đen bắt giữ, bởi vì chuyện này, chúng ta bị buộc đến góc tường, không thể không động thủ." Hải quân không có khả năng giao một tên hải tặc cho một hải tặc khác, đó là ném đi mặt mũi của hải quân, chúng ta chỉ có thể tiến lên. Nhưng đây cũng là một cơ hội, là cơ hội để chúng ta một lần tiêu diệt được hoàng đế trên biển. Mượn danh từ Pokaze, có thể để râu trắng tự chua đầu vào lưới, cho nên ta quyết định tiến hành công khai tử hình đối với hắn. Lời này vừa nói ra, gáp đột nhiên siết chặt nắm đấm. Mà lúc này Akianu cũng siết chặt nắm đấm, nắm đấm phát ra tia sáng đỏ nóng bỏng lần này chúng ta có thể kết thúc cái gọi là thời đại đại hải tặc a à, thật đáng sợ nhưng đúng là có thể nếm thử một lần kira ru mở to hai mắt nói a à, lạp lạp mặc dù sớm có dự đoán nhưng thật sự tiến hành chiến tranh một trận cùng râu trắng vẫn cảm thấy có chút thần kỳ Akiri gãi gãi đầu tơ su ngươi đến nói một chút sen nói tơ su gật gật đầu nói trên đại dương bao la cũng không chỉ có một hoàng giả là Newgate, Nếu quyết định chiến tranh, như vậy chúng ta cần dự phòng, không chỉ một kẻ kia, tránh bị những người khác thừa cơ mà vào. Bà dừng một chút, nói, Kiado, đây là mục tiêu thứ hai chúng ta phải chú ý, tứ đại hoàng giả ở New World, Big Mom luôn con người trong vạn quốc của chính mình, rất ít đi ra hoạt động, bình thường đều mời người khác tiến hành tiệc trà. Tóc đỏ lơ lửng không cố định, nhưng cũng đều ở phạm vi thế lực của mình chỉ có tên điên kia đô kia không thể đoán được tất cả tam đại tướng đều từng đối mặt với kia đô biết trình độ điên cuồng của người này nếu như râu trắng tham chiến rất có thể kia đô sẽ đến xen vào một cước râu trắng đã đủ đáng sợ lại có thêm kia đô nữa thì trận chiến tranh này thật sự khó phân thắng bại cấp trên mặc dù nói sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản kia đô nhưng chúng ta nhất định phải làm chuẩn bị sen gúc nhìn về phía tam đại tướng nói ở tổng bộ hải quân chúng ta, lần này cần chuẩn bị đối mặt với hai tứ hoàng, đi nghênh đón trận chiến tranh này, hải quân tự nhiên là có lực lượng. Tam đại tướng, Sen Gúc, Cáp, mấy chiến lực lớn nhất đều ở nơi này. Đối phó với hai tứ hoàng, hoàn toàn là có thể xứng đôi đi lên. Một trận chiến tranh hoàng giả trên biển, không có người nào sẽ ngây thơ cho rằng đây là một chuyện đơn giản. Rút dây động rừng, đây là chuyện hải quân cần suy xét đến. Bọn hắn không phải hải tặc, không thể không quan tâm gì mà muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hải quân là giữ gìn trật tự thế giới. Bọn hắn mà không quan tâm thì thế giới sẽ lộn xộn. Dù sao đối thủ chân chính của bọn hắn không phải hoàng giả trên biển, mà là toàn thể hải tặc. Chính phủ thế giới cùng tổng bộ hải quân quyết định muốn mở ra trận chiến tranh này, chính là suy nghĩ muốn đánh một trận đồng thời đối mặt với hai tứ hoàng. Tam đại tướng cùng ra tay, Shichibika triệu tập tinh anh hải quân từ thiếu úy bản bộ thiếu tá chi bộ trở lên bắt đầu lựa chọn và điều động chiêu mộ, cũng sẽ là tinh binh hàng đầu. Đội hình này không phải chuẩn bị vì đánh một người trong tứ hoàng, mà là đánh hai người trong tứ hoàng. Từ Akianu đảm nhiệm chủ lực chống lại râu trắng, Kiraru cùng Akiri áp trận, phòng ngừa đoàn tứ hoàng thứ hai xuất hiện. Về phần tại sao không phải để binh lực đi quảng hải tặc ở New World, mà là toàn bộ tập trung ở Marinfo, là bởi vì râu trắng, nếu như không sẵn sàng trận địa, sẽ có nguy hiểm lật xe chúng ta nhất định phải thắng lợi. Sengúc trầm giọng nói, mặc kệ là một hoàng giả hay hai hoàng giả, cũng không thể phớt lờ, dù sao chúng ta cần đối mặt là người mạnh nhất thế giới này. Nếu như thất bại, quyền uy của hải quân sẽ không còn sót lại chút nào, thế giới sẽ lâm vào hỗn loạn, mà thắng lợi thì chúng ta có thể hoàn toàn kết thúc thời đại đại hải tặc. Nếu như xử lý hai người trong tứ hoàng, vậy hai người trong tứ hoàng còn lại cũng không đủ gây sợ, đến lúc đó hải quân cùng ra sẽ hoàn toàn kết thúc thời kỳ hải tặc đỉnh cao chiếm cứ New World, triệt để đè xuống khí diễm của hải tặc, dù đánh hạ được một người trong tứ hoàng, bọn họ cũng sẽ có cơ hội như vậy. Một tay Roger tạo nên thời đại đại hải tặc, thời gian đã kéo dài 22 năm, sẽ có hy vọng kết thúc. Nguyên soái nếu như râu trắng không đến thì sao? Một tên thiếu tướng chen lời. gút liếc mắt nhìn hắn, nói, Edward Newgate không phải người như vậy, vì kẻ kia, lão nhất định sẽ tới, chính như gáp đuổi theo Roger trên biển cả. Năm đó, kẻ địch của râu trắng đúng là Sengup. Người hiểu rõ nhất có đôi khi chính là kẻ địch. Sengup hiểu rất rõ Edward Newgate, người đàn ông kia có khí khái hào kiệt. Lão nhất định sẽ đến, trận hội nghị này kéo dài cả một buổi sáng, mọi người mới tan cuộc, những người khác trở về chuẩn bị, Sengup để Kiraru lưu lại. Tin tức đã truyền ra, từ chim tinh mới mang tới toàn thế giới, một tuần sau, sẽ tử hình, hỏa quyền, Ace. Bosalino, ngươi có tính cơ động mạnh nhất, khoảng thời gian này, nhìn New World cho thật kỹ, phòng ngừa có hải tặc khác, nhất là mấy người trong tứ hoàng khác. Sengup nói như thế. Kiraru chậm rãi uống một ngụm nước trà, kinh ngạc nói, a, thật đáng sợ, lão phu phải đi đối mặt với một trong tứ hoàng sao? Lao, ngươi sẽ giúp ta chứ, ha ha. Kiraru không đi, Lao làm bộ hạ trực thuộc đương nhiên cũng không đi được, Hắn đứng sau lưng Kiraru, cắn xì gà, nghe Kiraru nói như vậy, giật giật khóe miệng. "Lão gia tử, ta có một loại bệnh là vừa đi New World thì sẽ chết, quên đi thôi." "Người tuổi trẻ bây giờ thật xấu, thật đáng sợ, được rồi, vậy lão phu tự mình đi." Kiraru nhún vai, nói với vẻ không thành vấn đề gì. Luận về tính cơ động, đúng là không người nào có thể so sánh được với Kiraru. Từ việc ông trông giữ những hải tặc kia, có thể có tác dụng kéo dài thời gian. Từ rất sớm đại bộ phận binh lực hải quân đã tập trung ở bản bộ. Dù râu trắng nhận được tin tức lập tức xuất động, bọn họ cũng sẽ không sợ, không bằng nói như thế sẽ càng tốt hơn, vội vàng tiến công, sẽ làm râu trắng dễ bãi hơn. Lucifer Cloud à Sengúc đã sớm chú ý tới người trẻ tuổi sau lưng Kiraru. Từ rất sớm trước đó, ta đã nghe qua tên của ngươi, kiếm sĩ có thể được mắc nhiều hâu khen ngợi cũng không dễ dàng, chờ mong biểu hiện của ngươi trong cuộc chiến tranh này. Ta biểu hiện ta biểu hiện cái gì? Nhưng đây là sen gúc nguyên soái khẳng định không thể nói như vậy, Cloud nghĩ nghĩ, nói, ta sẽ tranh thủ lấy Kiraru đại tướng làm chuẩn. sen gúc cực cực đầu, nói, nói ra thì ngươi dẫn hắn tới tham gia hội nghị, là chuẩn bị để hắn làm người nối nghiệp để bồi dưỡng sao? Bosalino. Salino Kiraru cười ha hả nói, Ê, ai biết được? Cloud lập tức cảnh giác. Người nối nghiệp, nghĩ hay thật. Lão tử chỉ cần không lập công, kiểu nghĩ cũng không thăng nổi đi. Hơn nữa hiện nay lão gia tử còn trẻ mà, cũng chưa tới 60, dựa theo tuổi tác những hải quân cường giả bình thường giải nghệ thì còn sớm lắm. Gáp năm nay 76 tuổi, sen gút lớn hơn Gáp 1 tuổi. Hai người này đều không lui, Kiraru dựa vào đâu mà đòi lui? Còn gần 20 năm nữa, 20 năm sau, hắn đã sớm trở lại Đông Hải đóng quân dưỡng lão rồi. Báo, đột nhiên cửa lớn bị đẩy ra, một tên hải quân hất lên áo choàng chính nghĩa chạy tới, hành lễ rồi nói, báo cáo sen gúc nguyên soái Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân ở xa bao bị Luffy mũ rơm làm bị thương, đồng thời bắt cóc Thiên Long Nhân. Sen gúc mở to hai mắt nhìn, ngươi nói cái gì, một đám Luffy mũ rơm, bắt cóc Thiên Long Nhân. Sen gúc đỡ trán đau đầu không thôi, lại là tiểu quỷ kia nha, một lần lại một lần không ngừng gây rắc rối, bộ tộc kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Tên hải quân kia tiếp tục nói, theo tình báo thì trừ một đám mũ rơm, còn có hải tặc Erstakit cùng đồng bạn, có cả Trafalgar Lo với đồng bạn, tổng cộng 13 tên phẩm nhân treo thưởng, trong đó năm tên là người mới quá trăm triệu, thủ phạm chính tự nhiên là người đã tổn thương thiên long nhân, Monkey D. Luffy. Cửa hàng kẻ bu người Không, vệ binh nghề nghiệp yên ổn cũng mất đi liên hệ, chỉ sợ đã bị diệt toàn quân. Tóm lại, ba thiên long nhân bị xem như con tin là sự kiện ác liệt trước nay chưa từng có. Sen Gúc xì một tiếng, bọn hắn có yêu cầu gì không, trước mắt còn không có. Thực sự là... Sen Gúc cắn răng, hết lần này tới lần khác ở thời điểm mấu chốt này, bọn họ ngoan ngoãn đợi ở Mary Goyce không tốt sao, nguyên soái, chúng ta làm sao bây giờ, Sen Gúc có chút đau đầu, loại chuyện này theo lý thuyết giống như hải tặc, đánh thiên long nhân thì đánh thiên long nhân, nói không chừng ông ta còn cao hứng một phen, sau đó bắt lấy hải tặc kia xử tử loại hải tặc này nhốt vào Imperdao là không có khả năng, nhưng giao cho Thiên Long Nhân cũng không tốt, xử tử là biện pháp tốt nhất. Nhưng tiểu tử gây sự kia là cháu trai của chiến hữu gáp. Nếu như không phải gây ra chuyện đặc biệt lớn, Sengúc cũng không quá muốn quản. Trước đó ở Enix Lobby chính là nháo quá lớn, cuối cùng Sengúc thu được tin tức tiểu tử ngu ngốc kia ở Moria bên kia, lúc này mới phái người mà chỉ là một người. Nếu như bị bắt, cũng là không gì hơn cái này, ngoan ngoãn đợi ở đao là được, chạy thì thôi. Nhưng lần này lại khác, đó là Thiên Long Nhân. Khi là quy củ của chính phủ thế giới, dù lại chán ghét thế nào, cũng nhất định phải tuân thủ. Ồ, là tiểu tử hủy diệt Enix Lobby kia, thật đáng sợ đâu. Lúc này, Kiraru đột nhiên nói, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lao, ta nhớ là có phải ngươi từng gặp qua rồi không? Là gặp qua hai lần. Lao gật gật đầu lão phu đi một chuyến đi. Kiraru nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, bất kể như thế nào, xuất thủ với quý tộc thế giới, chúng ta không sử dụng là không được, sen gúc sang. Ra tay với thiên long nhân, vậy nhất định sẽ có đại tướng hải quân hoặc là chính phủ không toàn viên xuất động, đây chính là quy củ của chính phủ thế giới. Nói cho cùng, hải quân là cơ cấu lệ thuộc trực tiếp chính phủ thế giới. Kiraru đứng lên, nói, lão phu động một chút đi, Cloud, ngươi đi cùng lão phu đi. Ta có thể không đi sao? Ta mệt quá, ta muốn về Marinfo ngủ. Vừa ra phía ngoài, Cloud đã kêu lên. Đi xa bao đối phó với những hải tặc đáng ghét kia, ngươi muốn đào hố để lão tử thăng chức, nghĩ cũng đừng nghĩ, Kira Ru nói, khó mà làm được, ngươi nhẫn tâm để một người già đi đối phó với những hải tặc đáng sợ sao? Hải tặc giá mẫu đã cùng cưỡng ép thiên long nhân thật sự rất đáng sợ đấy. Đúng vậy, rất đáng sợ đâu. Lao Thuận theo lời ông, nói tiếp, cho nên ta cũng không muốn đi, ngươi ngẫu nhiên bảo vệ người trẻ tuổi một chút được không, lão gia tử. A à, ha ha ha, bị chiếu tướng rồi, nhưng mà không được. Kiraru cười ha hả vò đầu, bởi vì ta là cấp trên, ngươi muốn không cần nghe mệnh lệnh của ta thì ngươi cần lấy được vị trí này của ta mới có thể. Hai người lười biến tranh chấp, tất có bên cao thấp. Kiraru không bị thua trận bởi vì ông là cấp trên của Cloud. Cho nên Cloud chỉ có thể đi theo ông. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là Kiraru thông báo Sentoma, nói cho hắn biết đã có sân khấu thí nghiệm, Pacifita. Có, Pacifita, thì chắc hẳn hắn cũng không cần động thủ, nhiều nhất chỉ là đi ngang qua sân khấu thôi. Từ Merigos đi xuống, đám người Kiraru ngồi lên quân hạm sớm đã chuẩn bị kỹ càng, đi tới khu vực 129. Sa bao cũng không nhỏ, điểm khởi nguồn cách nơi bọn hắn đóng quân rất xa, đi qua đó cũng tốn không ít thời gian, mà ngồi quân hạm thì cuốn một vòng là đến. Đương nhiên Kiraru ngoại lệ, tốc độ của ông rất nhanh, cho tới nay đều là người đàn ông rất nhanh. Lão gia tử, tốc độ của ngài nhanh, không bằng đi qua trước. Ta ngồi quân hạm theo phía sau sẽ lập tức đến. Lao thử hỏi. Hắn ước gì Kiraru hóa thành ánh sáng bay qua, mà hắn lại ung dung thảnh thơi ngồi quân hạm, tới chỗ chuyển hai vòng rồi không cần xuống nữa. Lão Phu là người già, tôn trọng thể lực của người già một chút đi, ngồi quân hạ một chút cũng không sao, Sentoma đã chạy tới. Kiraru chậm rãi từ tốn nói, chờ chúng ta đến, chuyển hai vòng là có thể kết thúc công việc, đến lúc đó tùy tiện bắt mấy thủ phạm giao nộp là được. Khá lắm, suy nghĩ đều giống nhau. Lao mím môi một cái, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Kiraru lên quân hạm. Quần đảo xa bao, cửa vào khu 129. Một chiếc quân hạm đã đến. Đây chính là Sa Bao A Rida đặt tay ngang trán, nhìn về phía mấy thân cây cùng rễ cây to lớn tạo thành lục địa hòn đảo kia. Qua, wow, có bong bóng này, thật là dễ nhìn. Hiện tại cũng không phải lúc chơi. Kuro đi tới bên cạnh cô, để mắt kính hiện ra tia sáng lạnh, nói, đây là một cơ hội, nghe nói khu vực 129 có rất nhiều hải tặc, hơn nữa còn có ba thủ phạm chính đánh thiên long nhân, vì tiện bắt một tên thì mục tiêu của chúng ta sẽ đạt thành. Đến lúc đó công lao lại ném lên trên người Cloud Tiên Sinh, Cloud Tiên Sinh có thể thăng chức, bọn họ cũng sẽ thăng chức, vẹn toàn đôi bên, mục tiêu hoàn thành. Đây chính là nguyên nhân khi Sentoma nói cho hắn biết tiểu tử mũ rơm ở quần đảo Sa Bao đánh Thiên Long Nhân, Kuro sống chết đều muốn đi theo. Đây là một cơ hội, Sa Bao là nơi duy nhất để xuất phát đi tới New World, chỉ cần là hải tặc muốn đi New World, nhất định sẽ tới nơi này mà hải tặc có thể đến xa bao đều không phải hạ người hời hợt, tiền thưởng khẳng định sẽ có có tiền thưởng là có công lao công lao thật to nhưng hoàn toàn chính xác không ngờ kuro trở lại nhìn bốn thân thể cao lớn giống nhau như đúc cảm thán nói thế mà là bác thông kuma khi hắn vừa nhìn thấy quả thực đã giật nảy mình pacifita là shichibika bác thông kuma là tứ bào thai sau đó mới biết được đây chỉ là vũ khí lấy bát thôn kuma chân chính làm bản gốc trên ngực bọn nó có khắc tên pacifita gọi tắt là px bốn bộ người máy này chính là px 1 đến px 4 cũng là số hiệu thí nghiệm ban đầu sentoma thấy kuro nhìn về phía pacifita lập tức nói pacifita cải tạo chính là lấy nhục thể mạnh mẽ phối hợp năng lượng trái cây của lão gia tử không có thân thể mạnh mẽ cũng không phát huy được loại trình độ kia nhưng quá khó tìm, hùng công rất phù hợp, cải tạo cung cũng không tệ, nhưng rất đắt, một bộ, Pacifita, cần chi phí một chiếc quân hạm đỉnh cấp. Shichibika sẽ làm loại chuyện này sao? Thế mà làm thí nghiệm cho người ta. Kuro lầm bầm. Đây chính là Shichibika trừ tứ hoàng, đây là hải tặc nổi danh nhất. Năm đó khi Kuro vẫn là hải tặc, Shichibika đối với hắn chính là một loại truyền thuyết, càng đừng đề cập tồn tại như hoàng giả trên biển. Ai biết được, dù sao Hùng Công là tự nguyện. Tới rồi, chúng ta đi xuống đi. Sentoma cũng không hiểu rõ, nhưng Pacifita rất mạnh là sự thật. Có đồ chơi này, Kuro cũng không sợ cái gì. Người máy dùng bắt thông Kuma làm bản gốc cải tạo ra, dù không mạnh như nguyên thể, nhưng chắc chắn sẽ không yếu, có vật này ở đây, thậm chí bọn hắn không cần động thủ. Chờ chút không cần động thủ, sắc mặt cu rô cổ quái. Đó không phải là, Pacifita, Bắc Hải Tặc, có cộng lông quan hệ gì cùng bọn hắn chứ? Không được, không thể bị thứ này liên lụy, bọn họ muốn chính mình tự tay Bắc Hải Tặc, bằng không, sao Cloud Tiên Sinh có thể thăng chức? Lúc này Sa Bao đã hỗn loạn lung tung. Chủ yếu là khu vực 129 là khu vực phạm pháp, nơi này tụ tập từ hắc bang, kẻ buôn người, thương nhân nô lệ, cường đạo, cùng hải tặc. Tiểu tử mũ rơm điên cuồng làm Thiên Long Nhân bị thương, khiến người 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 cảm thấy bất an. Hải quân đại tướng muốn tới nơi này, vậy bọn hắn không phải chính là không có ai chạy thoát được sao? Trốn, nhất định phải trốn. Số 27R trên đại dương bao la xuất hiện một chiếc quân hạm. Hải quân đến, mau trốn đi, là đại tướng, khẳng định là đại tướng đến rồi, ở khu số 27, nhóm hải tặc vội chạy trốn. A, à, thật nhiều hải tặc, thật đáng sợ đâu. Kiraru nhìn thoáng qua bên kia, kinh ngạc mở mắt ra, hải tặc A cũng không thể chạy. Ông quay đầu, dặn dò một hải quân nói, nã pháo đi, đạn pháo phải nhanh một chút. Ý gì, lao nghiêng đầu. Ông nổ mấy viên đạn pháo là có thể nổ chết nhiều hải tặc như vậy, hay chuẩn bị mấy vòng để cày qua đảo một lần, sau đó Kiraru lại đứng ở đầu thuyền, một cước dẫn tới vị trí họng pháo, sau đó nhìn Cloud. Cloud lập tức hiểu. Chuyện nguy hiểm như vậy, vẫn là đừng làm, ta cũng không phải hệ Loria. Lao khoát khoát tay, có chút không tình nguyện. Ngươi đang đùa giỡn cùng lão phu hay sao, Lao? Kira Ru nhìn về phía hắn. Lao thở dài, cũng dẫm lên một họng pháo. chung quanh đây không có bến cảng, quân hạm không tiện cập bến, muốn tìm vị trí cũng tốn không ít thời gian, khi đó hải tặc nơi này đã chạy sạch rồi. Biện pháp đi qua nhanh nhất là đạn pháo, đại khái. Âm ba chủ pháo đầu thuyền bắn một lượt, Kiraru dẫm ở giữa đạn pháo, lao nhảy lên một cái, hai chân cùng đứng trên đạn pháo, đi theo đạn pháo đồng loạt bay về phía số lục địa 27 GR. Quanh, ba viên đạn pháo nổ tới trung tâm đám hải tặc đang chạy trốn, nhấc lên một đống bụi bặm, bên trong bụi mù, một đoàn ánh sáng màu vàng đột ngột lóe lên, một thân ảnh nhảy lên cao cao, rơi trên mặt đất. Lao che mũi, dùng tay quơ quơ bụi mù chung quanh. Chờ bụi mù tán đi, Ki-ra-ru đã xuất hiện ở lục địa. Lao chống tay trái vào chui đao bên hông, tay phải móc từ trong ngực ra điếu xi si gà, châm lên. Hạ quyết tâm, hút thuốc xem kịch, tuyệt đối không động thủ. Kiraru đứng vững ngay lập tức, ngược lại không động thủ với mấy hải tặc kia, mà là mở ra máy truyền tin trên cổ tay. Xin chào xin chào. Chạy mau, đại tướng đến, đám hải tặc vội chạy về phía sau, nhưng mà lúc này, quân hạm cũng đến trên bờ, đông đảo hải quân từ quân hạm buông thang dây ra rồi chạy xuống. Khắp nơi đều là tù phạm treo thưởng, phải đặc biệt coi chừng trọng phạm quá trăm triệu, một tên hải quân trong đám người gào thét, đuổi theo đám hải tặc chạy trốn. Xin chào, ta là Kiraru. Ru. Hả? Thật kỳ quái, vì sao không có âm thanh? Kira Ru nhìn chầm chầm máy truyền tin trên cổ tay, vẻ mặt đầy kỳ quái. Lao lạnh lùng nhìn ông, không nói một lời, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, ngay trong hẻm nhỏ gần Kiraru, hai hải tặc trốn trong một hòm gỗ, kinh hải nhìn người đàn ông mặc Âu phục màu vàng ở bên ngoài không ngừng gọi điện thoại kia. Không phải chứ, đó thật sự là đại tướng A, tiểu tử mũ rơm đáng ghét, quá điên cuồng, thế mà dẫn cả đại tướng tới. Tên hải tặc bên phải khóc không ra nước mắt, vô cùng sợ hãi. Mà người bên trái cầm một cây sung dài, mang theo ống nhắm lại có chút ý động, nếu may mắn, nếu ta may mắn xử lý được ông ta thì ta có thể lập tức thành danh, này, ngươi chớ làm loạn, đây chính là đại tướng, sức chiến đấu mạnh nhất hải quân đấy. Hải tặc trừng mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Hải tặc cầm súng không nói gì, khẩn trương nuốt nuốt ngụm nước miếng, giơ súng nhắm chuẩn vào Kiraru, dưới kính ngắm, đầu Kiraru lộ ra vô cùng rõ ràng. Alo? Thật sự không có âm thanh gì, thật kỳ quái. Kiraru còn ở kia nghịch máy truyền tin. Lao xác định, lão già này thật sự không phải cố ý, Hắn chính là vô ý thức cho rằng đây là dùng để trò chuyện Âm, uhm, đột nhiên, một tiếng súng vang lên Đạn chì hình tròn xuyên qua không khí Bắn tới đầu Kiraru Đạn chì bắn vào đầu Kiraru Lại xuất hiện từ một bên khác Bắn tới trên tường đối diện Xin, chào, xin, chào Kiraru vẫn đang nói với máy truyền tin Xảy ra chuyện gì thế? Bắn lệch rồi Hãy tặc cầm súng lại dơ súng lên Nhắm chuẩn tới Lần này nhất định phải đánh trúng lão Âm, um, đạn chì lại lần nữa bắn ra, lúc này, Lao cắn xì gà, cũng không thèm nhìn, trong miệng dùng sức phun xì gà ra ngoài. Xì gà kia như điện chất bắn thẳng đến đến vị trí đạn chì, va chậm cùng đạn chì, đụng lệch đạn chì ra. Lao một lần nữa lấy ra điếu xì gà khát ngậm vào miệng, chậm rãi nhóm lửa. Đôi mắt đầy vẻ hèn mọn của Kiraru thoáng liếc qua hẻm nhỏ liếc một chút, gần từng chữ một, thật kỳ quái. Là năng lực giả, chạy mau, đạn vô dụng với lão tên hải tặc kia kinh hoàng kêu lên, nhanh chân bỏ chạy. Chỉ là hai người vừa chạy ra phía sau hẻm nhỏ, lại thấy Kiraru đột nhiên xuất hiện khắp nơi, thân thể cao tới 3 mét hơi cúi xuống, rất lễ phép nói với hai hải tặc đang trợn mắt hốc mồm này, lão phu muốn nghe ngóng ít chuyện, các ngươi có từng thấy một người tên là Sentoma sao? Điện thoại gọi không được, lão phu lại không tìm thấy hắn, các ngươi có từng thấy không? a, à, hai tên hải tặc hoảng sợ kêu to, quay người đổi hướng, thuận đường đi chạy tới. Kiraru đeo kính râm, dần dần bắn ra một luồng ánh sáng màu vàng. Thật là, chỉ hỏi thăm một chút thôi, lão phu rõ ràng rất lễ phép. Ông giơ chân lên, nơi bắp chân tràn ngập trùng sáng, khẽ đá về phía trước. Hưu, một vệt sáng nhanh chóng từ chân ông bắn ra, xuyên qua giữa hai tên hải tặc, đập vào trên cành to nhất thuộc cây 27 GR kia. Quanh, một cơn nổ vang kịch liệt từ rễ cây truyền ra, ép tới khiến công trình kiến trúc chung quanh đều sụp đổ không ít, cây to lớn kia, bắt đầu sụp đổ từ rễ cây, phịch một tiếng, rơi trên mặt đất. Lao đi tới, nhìn về phía tràn cảnh một mảnh hỗn độn trong miên phun ra một ngụm khói, nói, lão gia tử, có phải hơi quá mức rồi không? A à, Kiraru nhìn cây kia sụp đổ xuống, lộ ra nụ cười hiền lành, hình như là làm hơi quá mức rồi. Trên mái nhà một dãy kiến trúc gần đó, một người đeo tai nghe, ghim biếm tóc, ăn mặc trang phục dài tay phương đông cổ đại kinh ngạc nhìn Kiraru cách đó không xa. Khi chính là đại tướng Kirarua, đúng là là mẫu. Apu tiên sinh, chúng ta cũng nguy hiểm a, à, đi nhanh lên đi. Một hải tặc bên cạnh đề nghị. Apu cười cười, cánh tay thật dài kéo hải tặc kia lại rồi nói, lén lúc chạy thì có gì vui, phải chọc giận kẻ địch rồi lại chạy mới thú vị chứ. Apu tiên sinh, ngươi muốn làm cái gì, chờ xem. Apu lộ ra nụ cười, ý vị thâm trường nói, hắn rất có tự tin về năng lực của mình. Chung quanh không còn ai nữa nha, Cloud, chúng ta đi lên phía trước thôi, hỏi những người khác một chút. Kiraru nói với Cloud. Ngươi gọi đây là hỏi, ngươi gọi là dọa A, Cloud lắc đầu, cùng Kiraru tiến về phía trước, khi đi đến thân cây to lớn vừa đổ xuống kia, hắn đưa tay đụng một cái. Cây lớn như vậy, đừng lãng phí. Chính mình hình như còn chưa thu gom cây cối khổng lồ như thế. Một bên khác, sau khi Sentoma lên đảo, Kuro cùng Sentoma tách ra, cùng Rida bắt đầu nhắm chuẩn các hải tặc khác. Mấy thủ phạm chính kia thì không cần nghĩ, có, Pacifita, ở đây, bọn họ sẽ không giành được công lao gì. Nhưng ở khu vực này có rất nhiều hải tặc, Thiên Long Nhân dẫn tới rối loạn khiến rất nhiều hải tặc đều đang lẫn trốn, Kuro chỉ nhìn lướt qua đã thấy không ít đến đáng giá mấy trăm vạn. Phù phù. Kuro đặt mông ngồi trên người một tên hải tặc ngã xuống, dùng bàn tay đẩy mắt kính một hai ba bốn mười hai tên rồi nha tri đa ngồi bên đếm một vòng hải tặc ngã xuống này ăn một quả chuối rồi nói nhưng hình như đều là tiểu hải tặc những hải tặc này bình quân chỉ mấy trăm vạn treo thưởng một đám tiểu hải tặc kuro nói phải tìm hải tặc có danh tiếng mới có thể đạt thành mục tiêu của chúng ta một đám hải quân chạy tới nhìn về phía kuro Vất vả rồi, nhưng các ngươi là. Chúng ta là bộ hạ trực thuộc của Cloud Thiếu Tá dưới trướng Kiraru Đại Tướng ở Tổng Bộ Hải Quân, ta gọi Kuro, kia là Rida. Kuro nói, Cloud Thiếu Tá để chúng ta tới đây bắt hải tặc, đây là đám vừa bắt được, các ngươi thu đi. Vâng, Hải Quân kia chào một cái. Hắn là một chuẩn úy, quân hàm không cao bằng vị thiếu úy này, cúi chào rất bình thường. Mấu chốt nhất chính là, người ta là bộ hạ của bộ hạ trực thuộc Kiraru đại tướng đấy. Mặc dù không biết Lao là ai, nhưng người lãnh đạo trực tiếp là Kiraru, vậy là đủ. Hải tặc bị tóm bị đám hải quân tạm giam, Kuro hoạt động thân thể một chút, chuẩn bị tiếp tục tìm mục tiêu. Cứu mạng, ô qua, khụ, khụ khục. Ở một lối đi cách đó không xa khác, một giọng nói từ bên trong ngõ hẻm trực tiếp truyền đến. Trừ tiếng kêu cứu mạng ngay từ đầu còn trung khí mười phần, một âm thanh khác không phải tiếng trẻ con đang khóc thì chính là người da đang ho khan. Ở khu vực phạm pháp này, trẻ con với người da từ đâu tới mà nhiều như vậy, đi xem một chút. Kuro đẩy mắt kính, nắm vuốt mèo trên tay thật chặt, đuổi tới. Ở một lối đi khác, một đám người già và trẻ con mặc quần áo hải quân ở nơi đó ngủ ngang lộn xộn. Trên đỉnh một tòa tháp gần bọn hắn, một đám người nhìn chằm chằm phía dưới, lộ ra ý cười khinh thường. Ha 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 thật sự là kiệt tác, một người cầm đầu ngồi gần đó, tiếng cười lớn nhất. Cô ta tay trái cầm một miếng thịt chân, tay phải một khối pi ra, nhìn chầm chầm một hải quân bình thường duy nhất phía dưới, hung hăng cắn một miếng pi ra. Như vậy, nên biến người thành cái gì đây? Rida cùng Kuro chạy đến, đúng lúc nhìn thấy một ả đàn bà tóc hồng chạm đến hải quân kia, lập tức thấy hải quân bắn lên, thân thể lập tức thu nhỏ, biến thành một đứa bé chỉ biết khóc. Ồ, còn có người đến à, đúng là không biết sống chết ả đàn bà tóc hồng quay đầu, hung hăng cắn một miếng thịt. Kuro thấy rõ tướng mạo ả đàn bà tóc hồng kia, cả kinh kêu lên. Yuler Pony, thuyền trưởng đoàn hải tặc Pony, đại dạ dày vương, Yuler Pony, là trọng phạm treo thưởng cao tới 140 triệu, bắt được người này, như vậy Klau nhất định có thể thăng chức, nhưng Kuro quét mắt nhìn người già cũng trẻ con chung quanh, năng lực giả nha. Năng lực này có thể khiến người bị đụng phải biến thành người già và trẻ con. Như vậy không bị ả ta đụng phải là được. Kuro vung song trảo giao nhau, đầu gối hơi không xuống, thần tốc so ru. Thân hình của hắn trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Pony, vút mèo giao nhau đột nhiên vạch xuống đi. Hổ trảo, đối với trọng phạm vượt qua trăm triệu, ngay từ đầu Kuro đã rất cẩn thận. Loại tốc độ này, người bình thường căn bản không tránh được. Kuro nhìn gương mặt ả đàn bà này chưa kịp phản ứng, khóe miệng hiện lên nụ cười. Đắc thủ nhưng đúng vào lúc này, thân thể Pony lại thoáng dịch sang một bên, đưa tay ra muốn chậm vào hắn. Trong nháy mắt, trong lòng Kuro xuất hại một cảm giác run rẩy khiến toàn thân hắn đều nổi da gà. Hắn ép buộc chính mình dừng động tác lại, bước chân uốn éo, lại lần nữa biến mất, nửa ngồi xuất hiện bên cạnh Rida. Haki Sắc mặt Kuro nghiêm túc. Gia hỏa này, trình độ Kenbun sao Haki còn mạnh hơn hắn hắn không phát hiện ra nhưng pony này lại sớm dự đoán được động tác của hắn thứ cảm giác nguy cơ rất nhạy bén nha tốc độ cũng không tệ không phải hải quân phổ thông yuler pony nhếch miệng nói với tên tiểu đệ sau lưng rút đi dây dưa tiếp nữa sẽ dẫn đại tướng tới rida tiểu thư lúc này kuro nói với rida không thể để cho ả đi loại năng lực giả đụng vào này cũng không phải chỉ có ả ta phía bên mình còn có một người mạnh hơn đâu, ta biết. Rida cắn quả táo, đi tới đối diện cùng Euler Pony, cô nhìn về phía miếng thịt trong tay Pony, lại nhìn trái cây trong tay mình một chút. Đồng thời, Pony cũng chú ý tới Rida, cũng nhìn trái cây trong tay cô, lại nhìn thịt trong tay ả này, đưa cái kia cho ta. Hai người gần như là trăm miệng một lời nói. Hai người sững sờ, Thái Dương đồng thời nổi gân xanh. Thế mà lại muốn cướp thức ăn của ta lại là trăm miệng một lời Pony gặm hai ngụm ăn xong miếng thịt trong tay nghiến răng nói ta thế nhưng được người khác xưng là người có đại dạ dày vương muốn đồ vật gì chính ta sẽ đoạt tri đa không cam lòng yếu thế đột nhiên hóa thành thiếu nữ hung ác nói trùng hợp quá ta cũng được xưng là thiếu nữ tham ăn làm hải quân đánh bại hải tặc đoạt lại chiến lợi phẩm thiên kinh địa nghĩa luận về ăn cô mới sẽ không thua ả đàn bà này Pony kinh ngạc nói ngươi cũng có thể biến lớn thu nhỏ, người này có loại năng lực tương tự chính mình. Rida kiêu ngạo chỉ chỉ vào bộ ngực, không chỉ biết biến lớn thu nhỏ, biến lớn vẫn lớn hơn cả ngươi. Rõ ràng ta lớn hơn. Pony hét lớn. Hai người nhìn nhau, giữa ánh mắt dường như có điện quan hiện lên. Đám hải tặc nuốt khang một chút, cảm giác được một lùng không khí nồng đậm. Nói không chừng sẽ có một trận đại chiến. Pony không rõ ràng đứa con gái đáng ghét trước mắt có năng lực cụ thể gì, nhưng ả có dự cảm, nếu như bị tiếp xúc đến thì sẽ thật sự không tốt. Tương tự, Rida cũng không dám tùy tiện có động tác. Ả đàn bà này, trình độ kem bung sao không cạn. Mà loại hình tiếp xúc này là phiền toái nhất, chính bản thân cô chính là chủng loại này, cho nên rất rõ điểm lợi hại trong đó. Dù mình có thể đập trúng ả, nhưng cũng sẽ bị chạm đến, biến thành trẻ con hoặc người già như thế kia mặc dù Haki hữu dụng, nhưng Rida không thể bao trùm toàn thân, mà nếu sử dụng Haki thì năng lực của cô cũng bị ngăn cách. Chính mình thu nhỏ là vì không muốn đói nhanh, không có nghĩa là tuổi tác bản thân cô rất nhỏ, nếu như là năng lực thay đổi thân thể thời gian, nếu cô trúng chiêu, vậy cũng không có biện pháp giải quyết. Cô cũng không muốn khi Cloud nhìn thấy chính mình, mình không thể biến lớn, hoặc là dứt khoát thành một bà lão. Cô Ni nhìn chầm chầm cô, thân thể thoáng nhúc nhích. Tương tự, thân thể Rida cũng bỗng nhiên nhúc nhích. Ta dự đoán được. Pony đột nhiên kêu lên. Ta đoán là ngươi đoán. Rida đồng dạng nói. Ta đoán ngươi đoán ta đoán, ta cũng đoán ngươi đoán ta đoán ngươi đoán, đáng giận, ta vẫn đoán ngươi. Hai người phụ nữ, cũng không động thủ, cứ như vậy ở nơi đó cãi nhau. Kuro đẩy mắt kính, cảm giác đầu sắp bị nổ tung, hắn nhìn hai người cãi lộn lẫn nhau, lầm bầm, các ngươi động thủ đi chứ. Quảng trường 27 GR Tại một chỗ suối phun, một đám hải tặc nhìn về phía một hải tặc tràn ngập vẻ kinh hoảng từ phía trước chạy tới. Một tên hải tặc trên đầu cạo sạch, chỉ để lại một bím tóc dài ở sau gáy chết miệng một cái. Đột nhiên rối loạn thế này là chuyện gì xảy ra? Thuyền trưởng, chúng ta cũng nên đi rồi. Ngồi bên cạnh suối phun là một người đàn ông với ánh mắt lạnh nhạt có mái tóc vàng, hắn cụp mắt, nói, không cần sốt ruột, tất cả vận mệnh đều đã thành kết cục đã định. Chào các ngươi, lão phu muốn hỏi thăm mấy chuyện. Hắn vừa dứt lời, lập tức có một giọng nói vang lên. Con ngươi tên biếm tóc dài co rụt lại, nhìn sang, nhất thời bị dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Ki, Ki Ra Ru, người đứng trước mặt chính là Ki Ra Ru, lao theo sát ở phía sau, đi đến bên cạnh Ki Ra Ru, liếc mắt nhìn người tóc vàng kia. Tên có biếm tóc dài lùi về phía sau mấy bước, thuyền trưởng, nơi này giao cho chúng ta, ngươi chạy trước đi. Người tóc vàng ngẩng đầu, thản nhiên nói, không sao, hôm nay ta không chết được. Hắn sờ tay vào ngực, chậm rãi lấy ra một bộ bài, mấy cọng rơm rạ mọc ra từ lòng bàn chân của hắn, lan lên tới trước mặt của hắn. Hắn xào bài một chút, rút ra một tấm, dán lên trên ngọn rơm rạ. Chiến đấu bại trận, xác suất 100%. Quấy rầy một chút, lão phu đang tìm một người tên là Sentoma. Xác suất chạy trốn thành công, 12%. Ngươi có nhìn thấy hắn sao, xác suất phòng ngự né tránh, 76%. Này, ngươi có đang nghe lão phu nói chuyện sao? Kira ru biểu môi, hỏi. Người tóc vàng dán ra một tấm bài, ngẩng đầu nói, ta không biết người kia, ngươi hỏi những người khác đi. Khó mà làm được, tìm không được, lão phu sẽ rất bối rối. Nhưng hiện tại lão phu có chút nhàn, lúc này cũng không thể bỏ qua trọng phạm có treo thưởng như ngươi đâu. Kiraru nhìn xuống người này, chậm rãi nói, người nói đúng không, ma thuật sư, ba siêu Hakin trị giá 249 triệu Berry. Hakin tiếp tục dán bài, thờ ơ, trong tay hắn bài là bài Taro. Hakin nhìn quân bài dán trên rơm rạ, nói, người treo ngược, đại biểu cho cần nhẫn nại, nhưng cuối cùng lại tự do nhất. Ma thuật sư Hakin, am hiểu xem bói. Chuyện này khiến Cloud nhíu mày. Thật sự chuẩn như vậy, hắn nhớ kỹ lão gia tử không bắt một siêu tân tinh nào. Nhưng đây là tin tức lúc đầu. Nhưng bây giờ có chính mình là một biến hóa. Còn có thể chuẩn như vậy, lao nheo lại mắt, tay phải nắm chặt chui đau. nếu như ở đây xử lý hắn thì hắn xem bói sẽ thay đổi sao, ngay khi Cloud vừa có ý nghĩ này, Hakin đột nhiên sững sờ, nhìn về phía một lá bài khác. Không, không đúng, hẳn là, tháp, đại diện có biến hóa, không thể quá tự tin, nếu không sẽ chết ở chỗ này. Chuyện gì xảy ra? Ta sẽ chết sao? Chưa từng có kiểu biến hóa khi xem bói như thế. Lao lộ ra vẻ kinh ngạc, lại thu lấy sát niệm trong lòng. Không, vẫn là người treo ngược, ngụ ý là sẽ bị thương, cần nhẫn nại, nhưng cuối cùng sẽ tự do. Lao lại một lần nữa có sát niệm. Không, vẫn là, tháp, đây. ha Kinh có chút lộn xộn, hắn xem bói chưa từng sai. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? thấy biểu lộ ha bắt đầu có chút lộn xộn lao hiện lên nụ cười đầy ác ý thêm chút sức thử một chút lao thoáng rút cao su ra một chút lộ ra một đoạn lưỡi đao đích thật là tháp ha còn chưa nói xong lao đã nhanh chóng thu cao su về không là treo ngược lao lại lần nữa rút lưỡi đao ra tháp lại thu hồi treo ngược rút ra thu hồi, treo ngược, rút, tháp, thu, ngược lại. Phúc, Ha Kinh há mồm phun ra một mụn máu tươi, gương mặt vốn là tái nhật trở nên càng thêm tái, thân hình lão đảo muốn ngã. Xem bói quá lộn xộn, khiến đầu hắn có chút không chịu nổi. Thuyền trưởng, đám hải tặc cùng hô lên. Lao thử nhe răng, tràn đầy ác ý, người này chơi thật vui. Ta xem bói xuất hiện sai lầm, xem ra chỉ có thể trốn. Ha Kinh lau vết máu trên miệng, thân thể muốn có động tác. Ồ, khó mà làm được đâu. Trên kính râm của Kiraru hiện lên một tia sáng, lão phu cũng không thể bỏ mặc hải tặc cứ chạy mất như vậy, nói ra thì tốc độ chính là lực lượng, ngươi. Có bị ánh sáng công kích sao, ầm, uhm, chỉ trong nháy mắt, chân Kiraru đã xuất hiện ở vị trí Ha Kinh, mà bản thân hắn lại bị một cước này đá bay ra ngoài, phá tan vách từ một dãy kiến trúc, đá vụn đổ xuống, tiếp thích lên một đoàn khói bụi, che kín tầm mắt mọi người. Lao cắn xì gà, nhìn về phía đống phế tích bên kia, khí tức sinh mệnh không hề giảm. À, định luật hữu thuốc vô thương. Kiraru cười ha hả duỗi ra ngón tay, bắn ra một tia la re. Xoẹt, quanh, nổ tung lại lần nữa truyền ra, khói bụi càng thêm dày đặc. Thật kỳ quái. Kiraru mở ra một con mắt bởi vì cười mà nheo lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong sương khói, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Không hổ là đại tướng, chỉ hai kích đã khiến ta không thể không trọng thương hai lần. Ha Kinh vương tay, trên cánh tay nứt ra hai khe hở, hai người bù nhìn nho nhỏ từ khe hở chui ra, rơi trên mặt đất. Dùng tới 10 con để đối phó với đại tướng sẽ rất chục dạ. Khi ra ru gãi gãi đầu, thật đáng sợ, thế mà không bị tổn thương gì. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự rất mạnh. Lao, ngươi tới đi. A, à, Lao đang đứng vui mừng một bên xem kịch, đột nhiên nghe thấy Kiraru nói thế thì sững sờ một chút, chỉ vào mình nói, ngài nói không nhầm chứ lão gia tử, ta không có kinh nghiệm đối phó với trọng phạm quá trăm triệu, hải tặc đáng sợ như vậy, vẫn là ngài lên đi. Thật sự là hắn không đối phó với hải tặc có giá vượt qua một ức. Ông lão trên đầu có bánh lái bây giờ đang ở dưới đáy biển làm bạn cùng cá kia thì không tính, biến mất 20 năm rồi coi như đã ẩn lui đi. Dù sao người cũng không còn chính là bởi vì như vậy, ngươi mới cần rèn luyện, Lao. Ti ru nói. Lao lắc đầu như trống bỏi, sau đó ho khan vài tiếng, che ngực, không biết xảy ra chuyện gì, chắc là phản ứng cao nguyên khi lên Mary Goyce, hiện tại hô hấp có chút không thông, không thể động thủ. Ngươi nha, ngươi nha. Ti ru bất đắc dĩ nói một tiếng. Đúng lúc này, một bóng tối bao phủ bọn hắn. Xen lẫn một tiếng nghẹn ngào, một thân ảnh cao to từ trên trời giáng xuống, ngã xuống đất, rơi vào trước mặt Ha Kim. Người kia có thân hình cao lớn, bắp thịt cuồn cuộn, trên lưng mọc ra hai cánh nhỏ, cùng nhau rơi xuống, còn có một cây gậy sắt lớn hình sáu cạnh. Đó là Quái Tăng, U Rút. Đám hải tặc thủ hạ của Ha Kim Tân ở nơi hẻo lánh nhận ra người tới. Không chỉ như thế. Tên có biếm tóc dài kia ngẩng đầu, chỉ lên trời. Trên không trung lại có thêm một thân hình to lớn rơi xuống bác thông kuma shichibika cũng tới sao tên biếm tóc dài kinh hãi nói thái dương Rút chảy máu nằm trên mặt đất không ngừng thở dốc thất bại rồi thật là cường hãn shichibika còn có người cường hãn hơn hắn hakin chỉ vào kira ru nói với uruk ở phía đít rót theo ngón tay chỉ của hakin nhìn sang lập tức giật mình kira ru đây thật là trước có đại tướng hải quân Sao lại có Shichibika, đại nạn sắp tới sau, Hakin không nói gì, kỳ thật hắn nhìn ra Uruk chưa đến tử kỳ, nhưng bây giờ hắn lại không dám tùy tiện nói ra lời. Chẳng biết tại sao, chỉ cần hắn nói ra lời, như vậy xem bói nhất định sẽ có biến hóa, thậm chí sẽ khiến hắn phun ra máu. Hôm nay không nên xem bói, đó là... Lao nhìn về phía bắc thông Kuma, hắn chưa thấy qua Shichibika này, nhưng từ khí tức thì đây chỉ là một người mấy thôi. Pasifita A cũng không biết là số mấy. Cloud híp híp mắt, thầm nghĩ. Nhưng có đồ chơi này ở đây, hắn cũng không cần xuất thủ. Nhất là không xuất thủ trước mặt lão gia tử, đừng nhìn con hàng này ngày bình thường nung chiều hắn, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ đào hố cho hắn. Lúc nên thăng chức sẽ không nương tay một chút nào. Pacifita giơ nắm đấm lên, đập tới Uruk. Đột nhiên, một thân ảnh cực nhanh xuất hiện, liên tiếp công kích Pacifita sau đó đá một cước đá bay nó ra ngoài tay phải người kia cầm một cái rìu bốn lưỡi tay trái cầm một thanh trường kiếm trên cầm cùng ngực đều có ấn ký x ra đọa thiếu tướng x re thiếu tướng ra ru kinh ngạc nói đất đột nhiên quay đầu kinh ngạc nói Ki, ra ru ra ru lộ ra một biểu lộ kỳ diệu um. lao sờ cầm nhìn hai người kia thầm nghĩ vẻ mặt lão gia tử thật kỳ quái a, à, có phải ta đã quên cái gì hay không? Ba lại nhảy ba lại nhảy ba nha. Đúng lúc này, máy truyền tin trên cổ tay hắn vang lên. Clau mở ra máy truyền tin, xin chào, là Clau đại ca sao? Trên máy truyền tin xuất hiện một gương mặt có vết sẹo, mô phỏng thành biểu lộ Sentoma. Sentoma? Clau mắt nhìn Kiraru, nói, có chuyện gì không, Clau đại ca, lão gia tử có ở bên cạnh ngươi không? Không cần Clau đáp lời, Kiraru đã nghe được, lập tức lên tiếng chào, a à, Sentoma. Lão gia tử, ngài đã đến trên đảo rồi hả, vì sao không liên hệ ta, ác, bởi vì không liên lạc được với ngươi mà. Kiraru nói, điện thoại gọi mãi vẫn không thông. Ngài lại dùng máy truyền tin trên cổ tay à, ta sớm đã nói với ngài là máy truyền tin trên cổ tay là dùng để nghe trộm. Còn cả Cloud đại ca cũng thế, rõ ràng đi cùng lão gia tử, lão gia tử không liên lạc được ta, vì sao ngươi không liên hệ ta? Lao gãi gãi đầu. a à, ta đang xem kịch mà, quên mất. Nếu là trước kia, Sentoma dám nói chuyện cùng hắn như thế, hắn khẳng định phải giêm thù, tìm cơ hội dẫn hắn đi Little Garden luận bàn một chút. Nhưng ai kêu đây là đại lão chứ? Trái ác quỷ, năng lực giả trái cây tiền mặt, không thể treo vào, không thể treo vào. Được rồi, nhanh khởi công đi. Hiện tại phạm nhân đã phân tán. Luffy mũ rơm, thuyền trưởng kích, Trafalgar lo. Chọn A-I đây. Nếu nói như vậy, Kiraru nghĩ nghĩ, nói, vậy chọn Luffy mũ rơm đi, ta đi qua trước, để tránh để người chạy. Cloud, nơi này thật sự giao cho ngươi nha. Vừa dứt lời, ông đã hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng, biến mất không thấy gì nữa. Này, lão gia tử, lão gia tử, Cloud lớn tiếng kêu, một mình ta không được đâu, ngươi chớ đi, ngươi muốn đi cũng nên mang cả ta đi nữa chứ nhưng không còn người nào đáp lại hắn. Lúc này điện thoại cũng cúp máy. Ha Kinh nhìn hắn, chậm rãi nói, chỉ là một cái thiếu tá, không đối phó được chúng ta. Thiếu tá, rết cũng nhìn về phía Lao, hắn chưa từng thấy qua người này, một hải quân bình thường sao, chuyện này. Lao gãi gãi đầu, nhìn ba cái hải tặc này, mân mê miệng, ba hải tặc quá trăm triệu, thật đáng sợ đâu. Ha Kinh nhìn chung quanh một chút, nói, đại tướng đáng sợ kia rốt cục đi rồi, chúng ta có thể nhân cơ hội này chạy thoát, nhưng... Hắn nhìn về phía bắc thông Kuma đã đứng lên đồng thời đi tới bên này, chậm rãi nói, trước tiên phải đối phó với gia hỏa này đã. Này, đứng dậy, ngươi chỉ có chút lực lượng kia sao, quái tăng. Rết nói với Uruk vẫn đang nửa nằm trên mặt đất. Vậy để ngươi kiến thức một chút đi. A à, Uruk đứng lên quát lớn, thân hình đột nhiên bắt đầu tăng vọt, vì tiện phá vỡ quần áo nửa người trên, lộ ra cơ bắp hùng tráng. Ha Kim nhìn thấy sự biến hóa này u rút, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Rệt thoáng hiếp mắt. Trên đỉnh công trình kiến trúc cách đó không xa, Apu kích động nắm chặt song quyền, "Ha ha, thấy không, càng ngày càng thú vị, lần này có thể kích thích rồi." Hải tặc phía sau hắn vẫn tỏ vẻ sợ hãi, "Thuyền trưởng, hiện tại hẳn là nên chạy mới đúng a, à, không thấy Kiraru đại tướng nữa, hiện tại chính là cơ hội." Nói cái gì đó. Giọng nói của Apu dần dần thấp xuống, hiện tại chính là thời điểm bầu không khí tăng cao a, lao cắn xì gà, phun ra một hơi khói thuốc, nhìn Uruk to con, cảm khái nói, còn rất lớn. Bác thông kuma cao gần 7 mét, Pacifita lấy nguyên chủ làm bản gốc để sáng tạo, thân cao tự nhiên cũng giống nhau như đúc. Nhưng sau khi Uruk biến lớn còn cao hơn Pacifita cả một cái đầu. Đồng thời cơ bắp thực lớn còn cường tráng hơn cả pacifita một vòng bị đánh rất chật vật nhưng rốt cuộc có hy vọng thắng không đây uruk nghe răng cười với pacifita giơ nắm đấm lên để ta tới xác nhận một chút từng quyền từng quyền phản kích lại đi pacifita đi đến trước mặt uruk chỉ thấy uruk đánh một quyền trúng pacifita phát ra một tiếng vang trầm pacifita trở tay đánh qua một quyền đánh trúng phần bụng uruk thật đúng là đau nhất uruk vẫn nghe răng cười Vậy tiếp tục tới đi, ầm. Phanh phanh, cả hai quần ẩu lẫn nhau mấy quyền, pacifita đánh một quyền trúng mặt Uruk, đánh tới khiến đầu hắn cong lên, trên mặt lập tức sưng phồng lên. Thực sự là... Xuống tay với ta điên rồi, nhưng ngươi cũng thử một chút. Uruk hiếp mắt lại, nắm đấm rõ ràng càng lớn hơn một vòng, nhân quả báo ứng, ầm. pacifita bị một quyền này đánh dừng lại, thân thể lùi về sau mấy bước. Ồ... Lao vẫn đứng xem cuộc chiến lộ ra vẻ kinh ngạc, lực lượng quyền này vượt chỉ tiêu rồi, năng lực. Hay là thể thuật đặc thù, Uruk vung một quyền đánh lui Pacifita, rồi lần nữa vung ra một quyền đánh vào trên mặt Pacifita, chỉ một quyền đã khiến nó trào máu. Đồ chơi này mặc dù không biết bên trong có cấu tạo gì, rõ ràng là người máy, nhưng lại chảy máu. Uruk liên tiếp đánh mấy quyền, đánh tới khiến Pacifita liên tiếp lui về phía sau, một quyền cuối cùng càng đánh bay Pacifita ra ngoài, đâm vào công trình kiến trúc phía sau uruk cười nói cuối cùng cũng có chút hiệu quả đi ha kinh kinh ngạc nói không thể tưởng tượng nổi mới vừa rồi còn bị đánh nửa chết nửa sống sau khi cường hóa lại có lực lượng cường đại như thế chuyện gì xảy ra vách tường đổ xuống kích thích ra một đoàn sương mù mà trong sương khói đột nhiên toát ra một đạo laser trong nháy mắt xuyên thủng xương bả vai uruk chợt nổ tung ở phía xoa thật nóng uruk kêu lên một tiếng đau đớn che lấy bả vai ngã trên mặt đất đây là tia của kira ru mở to hai mắt trong lòng cả kinh chẳng những có nhục thể của bác thông kuma còn có lực công kích tia của kira ru sao vegapun này nếu năng lực pacifita tăng lên tới trình độ như vậy pacifita đi lên trước không để ý uruk đã ngã xuống nữa ngược lại nhìn về phía rết gần nhất đập tới một quyền rết cởi găng tay ra đồng tử bỗng nhiên biến thành vạch thẳng làn da hiện ra màu xanh cả người lớn lên Đùng, một móng vuốt khủng long bắt lấy cổ tay Pacifita. Hiện ra trước mặt nó là một con khủng long, trái cây khủng long hệ doan, loại viễn cổ, hình khủng long, khủng long cắn đầu Pacifita, lực cắn này rõ ràng khiến đầu Pacifita chảy ra máu tươi. Pacifita xuề bàn tay ra, một vệt sáng xuyên thấu phần bụng khủng long, con khủng long kia gào lên thê thảm, buông đầu Pacifita ra, thân thể vừa lui về sau, dần dần thu nhỏ, biến thành người. Rết che phần bụng, nửa quỳ trên mặt đất, khóe miệng lại hiện lên vẻ tươi cười. Ngươi cũng chảy máu a, à, một mình ngươi không thể đối phó hắn. Ha Kim đi lên trước, từng cọng rơm rạ che kín quanh thân hắn, cùng lên đi, đánh thắng hắn, chúng ta mới có thể đi. Một con bù nhìn lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nha! Đúng là như vậy, Uruk đứng lên, hoạt động bả vai một chút. Rết nhìn hai người này một chút, ánh mắt chớp động, cuối cùng vẫn biến thành khủng long, Ba quái vật khổng lồ vây quanh Pacifita. Ai ôi thú vị như vậy, ta cũng tới tham gia một chút đi. Đột nhiên một giọng nói vang lên, chỉ thấy trên vây quanh một dãy kiến trúc đỉnh, một tên tay dài nhảy ra ngoài. Uruk liếc mắt nhìn bên kia, biển Minh sao, biển Minh, Strachen Apu, lại là một hải tặc quá trăm triệu. Apu đập hai tay vào lồng ngực của mình, phát ra từng tiếng nhịp trống có tiết tấu, âm thanh càng vang càng lớn hát uy. Go, Apu rất có tiết tấu gọi một tiếng, hai tay thống nhất đập lên trên ngực. ầm, trên người Pacifita lập tức bị nổ tung, nổ tung này khiến thân thể cao lớn kia lão đảo một cái. Sóng âm công kích nha. Ha kinh ngẩn người, bắt lấy cơ hội, trên tay người bù nhìn to lớn kẹp lấy cái đinh, đột một đâm tới trên thân Pacifita. U vung một quyền đánh về phía đầu. Rết cắn bả vai Pacifica theo tiếp đập nện âm liên tiếp thân thể pacifita ngã xuống nửa người trên rách rách rưới rưới nằm ở đó co quắp thỉnh thoảng còn có thể phát ra từng tia điện da thịt của nó đã hỏng một bộ phận lộ ra kết cấu máy móc bên trong ha kinh hóa thành hình người nhíu mày không phải bác thôn kuma u mở to hai mắt chúng ta đánh nửa ngày lại là người máy sao thật sự khiến người ta kinh ngạc nhìn có vẻ chơi vui Apu nhảy xuống, lộ ra một miệng đầy răng như phím piano. Này, thứ này cho ta đi, có vẻ rất thú vị. Ta ngược lại không có hứng thú gì. Ha Kinh thản nhiên nói. Rết liếc ngang một cái Apu, không khéo, ta muốn, thứ này không thể cho ngươi. Ít rết, ngươi muốn tranh với ta. Apu triển khai tư thế, trầm giọng nói, ngựa ngùng, ta là sẽ không nhường đơ. Vậy thử một chút đi. Ánh mắt rệt phát ra sát ý, Pacifita không thể bị bọn hắn mang đi. Thú vị, Uruk khoanh hai tay, vẫn là duy trì dáng vẻ to lớn kia, đánh xong hải quân, hải tặc lại muốn tiếp tục tranh đoạt sao? Ha ha ha, không hổ là hải tặc a, rệt rút ra lưỡi búa cùng trường kiếm, sau đó nói, "Này, ngươi còn không trốn sao?" Chỉ là một thiếu tá, còn muốn làm cái gì ở đây? Đối tượng hắn nói chuyện chính là Cloud đang ở bên kia hút xì gà người này đang ngoáy mũi. Lao thả ngón tay xuống, nhẹ nhàng bắn ra, đạn bẩn lập tức bắn đến trên người u rút. Cái tên này, u rút lộ ra nhe răng cười, đi tới trước mặt Lao, hải quân tiểu tử, ngươi có biết ngươi đã làm gì hay không? Thứ này, các ngươi cũng không thể mang đi, nếu không lão gia tử sẽ trách ta. Lao nhìn chung quanh một chút, ừm, cũng không có người bên ngoài, chỉ mấy người các ngươi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía u rút, cười nói, nói ra, ngươi có từng bị đau chặt sao, xoát một tia sáng lạnh đột một xuất hiện trước người u rút Xuy, một vòi máu tươi bắn ra từ phần bụng u rút đi lên đến ngực bị cắt ra một vết thương thật lớn da thịt ở miệng vết thương rách ra thật sâu dị thường thâm thúy hắn trên khẽ một tiếng thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống máu tươi chảy ngang một chỗ trong tay cloud chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh đao chỉ xéo trên mặt đất máu tươi từ trên lưỡi dao lóe lên ánh sáng lạnh chậm rãi chảy xuống mồ hôi lạnh trên trán Ha kinh thấm ra Rết vô thức nắm chặt vũ khí của mình này nói đùa a à, Apu mắt trợn tròn không thể tin hét lớn quái tăng Uruk tiền truy nã một ức tám triệu Beri một trong siêu tân tinh lại bị một đao xử lý rồi người này không chỉ là thiếu tá sao thiếu tá hải quân có khác gì tạp ngư a à, tránh thoát được nha thật đáng sợ quả nhiên là siêu tân tinh hải tặc. Lao gãi gãi đầu, nhìn thoáng qua u rút nằm trên mặt đất khó nhọc hít thở, treo gẹo nói. Tiếp đó hắn đột nhiên cảnh giác. Có phải vì mình ở lâu cùng lão gia tử rồi không, làm sao nói chuyện lại có vẻ hèn mọn của lão nhỉ? Không được, ta đẹp trai như vậy, Lao vừa nói, u rút lập tức dịch chuyển thân thể, lăn trên mặt đất mấy vòng, lăn nhanh đến bên người ba siêu tân tinh khác, cố gắng đứng người lên nửa quỳ máu tươi từ ngực hắn không ngừng chảy ra. U há miệng lớn thở phì phò, lại nuốt khang một chút, nhặt gậy sắt sáu cạnh rơi trên mặt đất lên, dùng gậy này chống lấy thân thể của mình. Chỉ một chút nữa, hắn đã không chịu đựng nổi vết thương kia, từ đó mất đi sức chiến đấu. Người này đáng sợ cỡ nào, cẩn thận, hải quân này. Rất mạnh, không cần ngươi nói, ta thấy được. Hakin đi lên trước một bước, trên gương mặt lãnh đạm có một tia ba động, khó trách hôm nay xem bói luôn phạm sai lầm vận mệnh vì thế mà đung đưa không ngừng là bởi vì có ngươi tồn tại à hải quân ngươi cho rằng là vận mệnh nhưng thật ra là được rồi lão chơi cứng lên thì đúng là không có ý nghĩa nhưng thật ra là clao ta hải quân cũng sẽ sinh ra tân tú như ngươi sao rết trầm giọng nói trong lòng hắn có chút khổ bởi vì tân tú này nhìn đặc biệt mạnh nếu hắn không cẩn thận bị chém chết Vậy tất cả kế hoạch đều uổng phí. Lao nhìn về phía đối diện, có chút buồn bực. Lúc đầu cho rằng Pacifita đã đủ để đối phó với các ngươi, ta không cần ra tay, ta không xuất thủ thì ta sẽ không lập công được, lão gia tử sẽ không hố được ta. Nhưng các ngươi có vẻ rất khá, ta đứng ở đây nếu như không biểu hiện gì, trở về lão gia tử cũng sẽ oán trách ta. Nhưng giết các ngươi thì hình như cũng sẽ lập công. Cho nên, chơi với ta một hồi đi bắt là chắc chắn sẽ không bắt, đời này cũng sẽ không bắt. Là một hải quân nhỏ không có nguy hiểm, phúc lợi lại tốt, hắn rất thích như vậy. Xử lý cũng không được, trước đó lão gia tự ở ngay chỗ này, cho xử lý, dù cho nghiền xương bọn hắn thành tro, công lao nên có vẫn phải có. Biện pháp tốt nhất, chính là diễn. Không phải, đánh nhau một trận. Các ngươi có khả năng không biết, một người dết từ các đường thuyền ở Grand Liner đến khi đi vào New World là khái niệm gì? chúng ta bình thường sẽ chỉ gọi bọn họ là siêu tân tinh. Đó cũng là cấp bậc quái vật. Bốn siêu tân tinh cùng hắn đánh 300 hiệp, hai bên bị thương, siêu tân tinh chạy trốn, chính mình không có lực lượng truy kích. Phi thường hợp lý, không có vấn đề. Chính mình cũng có thể ăn nói với lão gia tử cùng sen gúc nguyên soái. Dù sao mình lại không mạnh. U rút nhìn mặc dù bị thương nặng, nhưng còn có thể sống lão gia tự có thể một cước đá phế một siêu tân tinh, hắn chém một đao lại chặt không chết một hải tặc xếp hạng chót trong đám siêu tân tinh. Đây đương nhiên chính là không mạnh. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lại quán trách smoker một chút. Nếu không phải hắn ta nhắc tới mình trước mặt đám cao tầng, hắn con mẹ nó sớm đã về Đông Hải hưởng phúc rồi. Lao không mạnh lắc lưỡi đao một chút, máu tươi trên mũi dao lăn xuống trên mặt đất. Tiếp đó hắn trở tay ra, ca su, vào vỏ, đầu gối hơi gấp, bày ra động tác bạc đao trảm. Đến rồi. Rết khẩn trương kêu lên. Nhất đao lưu, đa phạm thiên. Sưu, thân hình biến mất. Con ngươi rết co rụt lại, lông tơ toàn thân đều dựng lên. Hắn vô thức dựng thẳng vũ khí của mình lên, phòng ngự trước cổ. U rút dựng gậy sáu cạnh trước ở ngực, làm ra tư thế phòng ngự. Hách, Apu Điên cùng đập xuống lồng ngực của mình, ở chung quanh liên tiếp nổ tung. Suy, đầu tiên là ha kinh, trên đầu có thêm một đường, nhưng lại nhanh chóng khép lại, trên người hắn rơi ra một bù nhìn có đầu cùng thân thể tách ra. Đinh, chỉ nghe một tiếng vũ khí tiếp xúc giòn vang, thân thể rết như mũi tên bay ra ngoài, đụng nát vết tường một dãy kiến trúc. Gậy sáu cạnh của Uruk có thêm một vết đau, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lan tục lùi lại mấy chục bước, mới khó khăn ổn định thân hình. Bên người Apu tràn ngập nổ tung, mà trong đợt nổ tung này, một vòng đao quang đột ngột tới gần, xuyên qua tầng tầng nổ tung, lan thẳng tới đầu Apu. Apu hú lên quái dị, mạnh mẽ gõ lên trên đỉnh đầu, toàn bộ đầu biến thành một cái chiên, chống lại đao quang kia. Ầm, uhm, nhưng dù như thế, trên mặt hắn cũng như phải chịu trọng kích, cả người bay ra bên ngoài mấy mét, ầm uhm, ầm uhm ngã trên đất. Thân thể Cloud xuất hiện giữa đám người, liếc mắt nhìn bọn hắn một cái, nói: "Thật thật đáng sợ, chặt không trúng rồi." Cái thứ ba Hakin cúi đầu nhìn thi thể bù nhìn rơi xuống tách trời kia, nếu như không có thế thân, một đau kia chém tới thì hắn đã chết rồi. Apu nâng mặt chảy máu lên, cắn răng, phẫn hận nhìn Cloud. Vừa rồi hắn ngăn cản được đau kia, nhưng cổ sức lực kia vẫn đụng vào hắn. Rết từ phế tích đi ra, ngưng trọng nhìn Cloud, cái tốc độ này. Vừa rồi động tác của mấy người bọn hắn gần như là đồng thời tiến hành, đại diện cho tên hải quân này chỉ trong một chớp mắt, gần như là cùng công kích bốn người bọn hắn a a u nắm chặt song quyền trên cánh tay nổi gân xanh thân thể lại lần nữa lớn lên thân thể cao 7 mét cường tráng không ngừng dâng lên vọt tới cao 12 mét thành một người khổng lồ chịu được tổn thương hóa thành lực lượng của ta đi chết đi nhân quả báo ứng u nắm chặt quả đấm to có thể che lại Cloud, hung hăng đập xuống trong nháy mắt ha kiên hóa thành người bù nhìn từ trong cơ thể bắn ra vô số cái đinh màu đen rống rệt hóa thành khủng long, bước chân khiến mặt đất chấn động ầm ầm, há miệng cắn về phía Cloud. Đều rất lớn, không hổ là siêu tân tinh. Cloud kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ba quái vật to lớn kia, sau đó bước chân thể động, cả người biến mất không thấy gì nữa. Quanh, công kích của ba người rơi xuống vị trí Cloud đứng thẳng trước đó, đánh ra một cái hố to. Cloud xuất hiện ở nơi cách bọn họ mấy mét, thở ra một mụn khói, tán thán nói, uy lực cũng không tệ. Trảm, Lúc này Apu lại vừa gõ đầu. Đương, trên cổ Cloud phát ra một tiếng vang giòn, sóng âm mang tới lực đạo khiến đầu hắn lệch ra, xì gà trong miệng rớt xuống đất. Một màn màu đen từ trên cổ Cloud chậm rãi biến mất, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Apu. Một màn này khiến tất cả mọi người động dung. Ha ki. Apu cả kinh nói, đáng giận, quái vật ở đâu ra, xùy, chỉ trong nháy mắt, một đoàn máu tươi từ phía sau Apu tăng lên, trên lưng hắn xuất hiện một vết thương hẹp dài cực sâu. Apu gào lên thê thảm, đôi mắt trắng giả, ngã trên mặt đất. Một tên. Âm thanh vang lên, lại không thấy bóng dáng. Xùy, thân thể khổng lồ của Uruk ở phía trước, lần nữa xuất hiện một vòng đao quang. Đao quang này vẫn như cũ là chém từ phần bụng nghiêng lên tới lồng ngực, phối thêm với vết thương ban đầu cả Uruk, hình thành một chữ, V. Một đao kia làm Uruk rốt cuộc không nhịn được, Ngửa mặt té xuống, thân thể khổng lồ từ từ nhỏ dần, hóa thành hình thể bình thường. Hai tên. Ngay sau đó, rết cảm giác được một luồng hơi lạnh. Hình xăm màu đen chữ, x, nơi ngực hắn cũng bắn hai đoàn máu tươi, hình xăm hoàn toàn biến thành vết đau thật sâu. G-R-A oh. Rết đau đớn gào lên, không tự chủ được ngã xuống, biến thành hình người. Ba tên. Vừa dứt lời thân thể ha kinh lập tức xuất hiện một đạo đao mang từ bả vai chém xuống trong nháy mắt đao mang kia không ngừng mở rộng nổ tung thành rất nhiều đạo quanh người ha kinh biến thành bảy đạo trảm kích từ từng phương hướng chém về phía ha kinh suy trên người ha kinh cũng xuất hiện một đạo đao thương thật sâu mới ngã xuống đất lúc này thân thể hắn mới toát ra bảy con bù nhìn bị trảm tới thất linh bát lạc thân thể clao thoáng hiện trước mặt ha kinh thu lưỡi đao lại phát ra một tiếng va nhỏ chiêu này gọi là tám đao lóe lên lao đi đến một tảng đá lớn ngồi xuống một lần nữa châm một điếu xi gà hít sâu một hơi sương mù nồng hương lưu trong miệng hắn chốc lát sau đó bị phun ra hô thật là đáng sợ siêu tân tinh trước mắt hắn bốn siêu tân tinh hoặc ngã ngửa hoặc nằm sấp nằm ở kia không nhúc nhích chết thì khẳng định không chết thật sự chết thì hắn sẽ lập công một tuần sau chính là trận chiến tranh cấp cao nhất kia hiện tại lập công đây không phải là tự nhảy vào chỗ chết nha mấy con hàng này tạm thời không chết được qua một đoạn thời gian có lẽ sẽ tự mình đứng dậy xám xịt trốn đến lúc đó hắn đi báo cáo vừa vặn một tên cũng không bắt được lão gia tử ở phía trên gánh rồi hắn chỉ là một thuộc hạ không bắt được người thì thế nào chỉ cho lão gia tử thả còn không cho chính mình nhường ngà tất cả mọi người đều là lão thủy thủ lại nói hắn thế này cũng không phải nhường. Chính mình vung đao ra, trong lòng hắn hiểu rõ, chính là đủ lực đạo. Hơi nhẹ một chút, hai đao còn chưa nhất định có thể chém ngã đâu. Những quái vật xông vào nửa đoạn trước răng lai nờ, đúng là rất đáng sợ. Không thấy xì gà của ta cũng bị đánh rụng sao, hàng đắt như vậy. Lao, lúc này, cách đó không xa đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Lao quay đầu, chỉ thấy hai người quen thuộc đạp ghép ở trên trời, Tấp tốc rơi xuống bên này. Rida cùng Kuro. Hai người rơi xuống từ trên không, đi tới trước mặt Lao. Hai người các ngươi sao lại tới đây rồi? Lao kinh ngạc hỏi. Tiếp đó, hắn chú ý tới lúc này Rida là hình dáng thiếu nữ, mà trên thân hai người đều có chút bụi đất, nhất là Kuro, khóe miệng còn thấm máu, trên thân xanh một miếng sưng một khối. Chiến đấu với ai xảy rồi? Lao nhìn Rida bị thương nhẹ hơn, nói, chịu thiệt thòi rồi, bị ai đánh, này, ngươi quan tâm ta một chút đi, rõ ràng ta bị thương càng nặng hơn mà, Rida chỉ bị trầy da ở cánh tay mà thôi a, à, Kuro gào thét ở trong lòng. Đều do ả dư lơ pony kia. Rida tức giận kêu. Kuro nói bổ sung, là ơ cùng, chúng ta còn đụng phải. Còn đụng phải ta. Hắn lời còn chưa dứt, một giọng nói đã truyền tới. Cách đó không xa, tiếng bước chân vang lên, một đám người đi tới. Một tên ôm một thanh đao thật dài, trên đầu đội mũi lông lấm tấm, đôi mắt có quần thâm, dưới cầm có một đống ri mép, mang theo nụ cười tự tin, chậm rãi đi tới. Bên cạnh hắn có một đầu gấu trắng đi theo. Một nhân loại lớn như cuồng thú, ăn mặc trang phục tù nhân, còn có một đám hải tặc mặc trang phục chữa bệnh. Bên cạnh bọn hắn, cầm đầu là một tên đàn ông mặc áo khoác hồng, có một mái tóc màu đỏ, trên trán mang theo kính bảo hộ, nhìn rất hung ác. Đi theo bên cạnh là một tên đàn ông khác đội mũ giáp nên thấy không rõ biểu lộ, bên hông đeo hai thanh liêm đao, còn có một người có mái tóc màu lam nhạt, dáng dấp như cương thi vậy. Còn có một đám, có một đầu tóc hồng, trên môi chỉ ở bôi một chút son môi ở môi châu. Đại dạ dày vương, dư lơ pony. Đúng vậy, còn đụng phải tra pha lo, hắn cùng ơ kiếp cùng một chỗ. Kuro ngưng trọng nhìn sang, nói, lần này, hai trong ba thủ phạm chính, thấy bọn hắn, chúng ta mới bất đắc dĩ trốn. Lúc đầu Rida cùng Pony đang cãi nhau, cả người đều sắp phiền nổ, chính là chậm chạp không động thủ. Mà lúc này, hai hải tặc xuất hiện, Rida thật sự không nhận bao nhiêu tổn thương, chỉ bị kiếp dùng vũ khí hút tới lướt qua một chút. Tăng thêm võ sĩ giết chóc killer, tổng cộng bốn siêu tân tinh, nên bọn hắn không thể đối phó, chỉ có thể chạy trốn. Tiếp đó bọn hắn nghe được tại cách đó không xa nổ vang từng trận, Vậy khẳng định là có hải quân, không nghĩ tới chạy tới lại phát hiện một chỗ an ổn. Cloud ở đây. Kuro lập tức yên lòng. Bốn tên, Cloud nghĩ nghĩ, nhìn về phía một bên khác, nói, không, là năm người. Một bên khác, một thân ảnh lẻ loi trơ trọi đi tới, người này rất ngắn nhỏ, cắn xì gà, hai tay đút túi, ăn mặc như mài. Kia là Capone. Kuro trừng to mắt. Capone đi tới, liếc mắt nhìn hiện trường, bên kia có bốn kẻ đang nằm, giống như hắn là siêu tân tinh, mà cách đó không xa, còn có một thân hình quen thuộc to lớn nằm đó. Bác thông cu ma. Thì ra là thế, chơi cùng bốn người này nha, thế mà lưỡng bại câu thương. Gấu. Cô Ni nhìn về phía Pacifita té nằm kia, đôi mắt trợn to. Đó cũng không phải là gấu, Capon chủ nhà, Yuler chủ nhà, chúng ta vừa mới gặp được lo chỉ vào Pacifita kia, cười nói, chỉ là một người máy rất giống gấu, nhưng cũng không yếu. Người máy, pony giật mình, nghĩ đến cái gì, cắn răng nói, chính phủ thế giới đáng ghét, người máy sao, capon Bét lại nhìn Pacifita một chút, dáng vẻ cũng không tệ, ta muốn. Này, dựa vào cái gì cho ngươi? pony nghiến răng nghiến lợi nói, gấu, không, vật kia chỉ có thể là của ta, ngươi muốn cùng ta đối nghịch sao? Bét phun ra một mụn khói, nhìn về phía yuler pony nói đến trước đó ở phòng ăn ta nhìn ả đàn bà vô lễ như ngươi rất không vừa mắt lão nương cũng thế không vừa mắt người cả đám đều ở đây lúc pony nói lời này còn trừng mắt liếc rida ả đàn bà nhà ngươi ta mới nhìn ngươi không vừa mắt đâu cloud rõ ràng là ta càng lớn eo càng nhỏ hơn đi rida đi đến trước mặt cloud gần như muốn dán lên hắn Lao nhìn rida gần như dán trên người lại nhìn Yuler bên kia một chút. Ở, khó mà lựa chọn. Lại nói, hiện tại là lúc để ý chuyện này sao, Kuro quay đầu, chú ý tới bốn hải tặc quá trăm triệu té nằm ở kia. Nhiều hải tặc quá trăm triệu như vậy. Trong lòng Kuro giật mình. Cộng với năm tên này, tổng cộng chín tên. Nếu như tính luôn một đám mũ rơm, nói cách khác, tòa đảo này chí ít có 11 tên quá trăm triệu, mà nếu chỉ có nhiều như vậy, Nói cách khác trừ một đám mũ rơm, những người khác đều ở đây. Trước tiên trị liệu cho bọn hắn đi, dù sao đều ở cùng một tòa đảo, đợi từ lúc biết đi, cũng có thể phân tán lực chú ý, lo dặn dò một tiếng, đội chữa bệnh phía sau lập tức chạy qua, trị liệu cho bốn siêu tân tinh kia. Ồ, nơi này còn có một tiểu hải quân này. Tiếp đi tới, nhe răng cười, hai người các ngươi chạy đến đây, chính là vì tìm tiểu hải quân này, Caponbet cũng khinh thường nói, hải quân nha xem ra chỉ là một tiểu nhân vật này mau chạy đi tiếp theo là hải tặc chúng ta tranh chấp khó mà làm được đứa con gái kia ta muốn xử lý nó pony sổi một câu bét chỉ vào rida nói rõ ràng là ta đoán ngươi đoán đánh rắm là ta đoán ngươi đoán mới đúng rida xoay người tranh cãi đội chữa bệnh vừa đỡ ha kinh dậy đã thấy hắn mở to mắt liếc mắt nhìn mấy siêu tân tinh bên này hát nói đa tạ còn có thể nói chuyện, xem ra rất có tinh thần đâu. Lo cười ha hả nói, sau đó nhìn về phía lao, lộ ra nụ cười ác ý. Capone chủ nhà nói đúng, hải quân, ngươi không trốn nữa thì sẽ có người không kiên nhẫn, hay là nói, ngươi bị dọa đến mức không động được rồi. Ha Kinh trầm mặt một hồi, sau đó chậm rãi nói, nhanh trốn đi. Ngươi nhìn, bọn họ đều để ngươi nhanh trốn kìa. Lo cười nói. Hừ. tiết lộ ra khinh miệt nụ cười, hắn không có hứng thú lớn đối với loại tiểu hải quân này, nhưng việc này cũng phải xem tâm tình của hắn, hiện tại cục diện này, rất thú vị. Capone đổi góc độ cắn xì gà trong miệng, phun ra một hơi khói thuốc. Dealer Pony khoanh hai tay, đầy hứng thú nhìn Cloud bên này. Nghĩ nghĩ lại, bốn đội người bọn họ có xu thế vây Cloud lại. Rãi, ngươi muốn trốn tới bên nào đâu? Lo ác thú vị mà cười cười. Cloud liếc mắt nhìn bọn hắn một cái, đứng lên, phủi bụi trên người một cái, chậm rãi nói hắn có ý là để các ngươi nhanh trốn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.